trong cái thằng Heretic layout đúng không? Đúng không? Đấy thì hôm trước thì đại khái là Cường không tham gia thì anh có ra một cái bài tập nhỏ nhỏ cho Đông thì Đông cũng làm rồi. Đông làm rồi, Đông làm ngon luôn. Đấy. Đông là ngon luôn, chỉ cần nhìn màn hình thôi thì ở đây lần này thì anh sẽ hướng mình là vận dụng cái hàng kiến thức mà của thằng Reddit để ao ấy để làm ra được một cái hôm nay như kiểu là bài thực hành ấy, sẽ vận dụng làm ra một cái layout giống kiểu của thằng TikTok này. Đấy, ok chưa? Ok. Đấy. Chờ anh xin anh khổ máy nó cùi lắm. Bật cái Android School đâu. Ủa thì Cường đã bắt đầu đi học chưa hay là vẫn kiểu học online nhỉ? Em thì đang online nhà anh ạ, Vẫn online vẫn chưa đi nhà. học. Mùng 7 Thế tháng là 9 này trường nó thông báo xem nó không biết là học tuyến hay là học online, à, học tuyến hay là offline. lớp có nhiều gái không? Lớp em á, lớp em Hả? được 15 đứa, Ngoài mười khá lăm đông. đứa quá, thế là dương thế à? Em lớp em được 10 bạn nữ. Ôi, sao đứa lại học sao không? Không phải trường, sao trường ưu ái nhỉ? Không, trường anh nhớ gái đâu. Bây giờ Sao trường mình anh nhớ anh học không một gái đâu. anh xem bao nhiêu vậy anh? À, anh 95, anh xem Anh 95. 295 à? Ừ. Chờ, chờ một chút nhé. Thế ra trông 95 thì 95 thế thôi nhé. Đầu cái app đây đây là cái app cũ, là cái mà anh hướng dẫn Dương ở trước. 95 thì 95 để thôi chứ mẹ của cũng là cái đây cũng chia sẻ với mấy đứa luôn. Đấy nhá, trông như 95 đấy nhưng mà cái bọn Facebook bố láo lắm à. Chưa thấy cái bọn bố láo như cái bọn Facebook mà. Đây, đúng ngày hôm nay luôn anh nhận được tin của Facebook. Đây, để nhớ thông tin rồi. Giới thiệu là đấy. Hai hai đứa biết cái thư mục hẹn hò trên Facebook không? Có anh. Đấy đấy lâu ra là cái cách đây cách đây là cái là cách đây khoảng tầm 2 tháng rồi. Anh có bắt đầu anh lại cái là cũng thấy cái hay, cũng bắt đầu để ý trên 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 cái đấy, nhưng mà mỗi tội khổ một cái đây đổi chi tiết về bạn đời, chi tiết bạn của bạn đó. Ai tổng qua chắc tổng qua mới nhìn thấy ở đâu rồi. Anh đi vào phần hẹn hò đấy Không, ạ. đây này là cái Ở ngày đây đây sinh này. của anh này, là cái ngày sinh của anh này, có nghĩa là từ trước cái lúc cái Facebook này anh là lúc anh lập ra ấy, là anh để anh sinh năm 1979 còn đây là cái vào cái phần đây là 2 tháng trước vào phần hẹn hò ấy, nó toàn giới thiệu anh những kiểu ôi đây là một một nhá một nhá một là giới thiệu nếu như mà cái tầm tầm trung tuổi 99 ấy nó thuộc cái dạng của mái già mẹ rồi đấy, hoặc là đại khái còn nếu nếu như mà nó còn tầm trẻ trẻ ấy, thì cái lúc ra là cái tầm trẻ trẻ thì nó đang đi tìm như kiểu mọi đã biết cái khái niệm sugar đấy đi không đấy 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 cái tầm trẻ trẻ là lúc đó nó phải giới thiệu mà anh nhắn tin hỏi han đấy nó bắt đầu giới thiệu anh cái sugar đấy đi đấy, kiểu kiểu ấy nên là Facebook cũng cố lại không chứ chắc là anh sinh năm 95 nhá. Đấy. Ok, quay lại màn chi quay lại chính một chút nào. Đây. Đây rồi, đây cái anh bản mình đang bên đây rồi. Đúng rồi, chính xác đây rồi. Ok. Thì Cường đã nắm gần như hết về cái thằng cái tip layout rồi gì? Vâng, em nắm được rồi ạ. Đấy, ok, đâu dương thế đúng không? Dạ. Đấy, ok. Đấy nha, rồi anh sẽ xóa hết đi, xóa cái màn đấy. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào mình phân tích một chút này. Đấy, phân tích một chút đây cái màn hình ở trên cái thằng trên thằng đấy đây trên cái thằng cái TikTok đây đúng không? Đấy thì nó sẽ có cái gì? Thì thứ nhất như mấy đứa nhìn thấy nếu như mình sẽ làm một cái dựa 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 được TikTok thôi. Có nghĩa là mình thay vì là mình sẽ quay video, mình sẽ cho người ta xem video như ở TikTok thì mình sẽ cho người ta xem những hình ảnh thôi. Hiểu không? Đấy, xem hình ảnh thì bây giờ phân tích một chút này. Đầu tiên thứ nhất là cái màn hình này nó đang nó như kiểu nó đang full full màn hình đúng không? Đấy thì mình đầu tiên mình sẽ phải làm cho nó full màn hình trước. Tiếp theo cái nội dung chính mà của người ta mà người dùng nó focus vào ấy, kiểu tập có mắt người dùng đầu tiên ấy, thì chính là cái hình ảnh hay là cái video người ta đúng chưa? Đấy xong rồi tiếp đấy thì ở trên mình đè lên cái hình đấy là những cái như kiểu là đây là tài khoản cá nhân, đây là lượt thích, đây là lượt bình luận, đây là chia sẻ. Đấy mình sẽ làm dựa dựa chứ mình sẽ không làm giống hệt.
Hai đứa hiểu không? Dạ. Còn buổi trước thì anh có nói với Dương rồi, thì có nghĩa là còn bây giờ anh sẽ nói lại cường một chút nhé. Có nghĩa là Vâng. cái khóa học này, đấy cái khóa học này anh sẽ dạy theo một cái lộ trình là kiểu khi kết thúc anh sẽ làm ra một cái app, anh hiểu không? Đấy, làm ra Vâng cái vâng. app. Và lần này ấy, như kiểu như cái nhóm trước nhá, có một cái nhóm mà hôm nay anh bảo cường ấy là anh chả có ảnh của nhóm bạn đây như của anh không có ảnh của các app của cái app mà các bạn ấy làm, nhưng mà thực ra là các bạn đấy thì các bạn đấy thì đến giai đoạn hôm nay các bạn đấy thì đến giai đoạn nhóm đấy thì có gái nhóm đấy có gái thì bây giờ có cái anh ngồi người chỉnh sửa video anh đăng quá nhưng không anh đăng rồi đấy. Nhóm đấy thì hiện tại các bạn làm to phết đấy, các bạn làm cái app giống một cái app mạng xã hội giống như Facebook rồi đấy, đấy nó như kiểu nhưng mà nó thuộc cái kiểu bánh ngọt, nó thuộc cái kiểu kiểu ngọt ngào ngọt ngào, vì nhóm đấy nó có gái mà hai bạn nam kia thì người ta là phải yếu ha, phải yếu thì mình nhiều thôi, người ta thích nào kiểu mạng xã hội kiểu ngọt ngào thì kiểu ngọt ngào thôi đấy. Còn nếu như hai đứa thích xin info thì anh có thể cho, không có gì cả. Có thích Cường với Dương đã đưa nào đã đưa yêu chưa? Chưa anh ạ. Chưa Hồi trước em có học nói chưa nha xong rồi chưa mà. đến người yêu anh. Dương thì anh biết rồi, Dương thì hiện hiện Dương thì đã trải qua đại khái là trải qua sự đời khá nhiều, đại khái cũng bắt đầu hôm nay là cũng không muốn tìm những cái tình yêu nào đấy như kiểu nó trong anh quá, kiểu nhanh nhanh quá, kiểu Dương không muốn trở thành một cái như kiểu một người con trai qua đường để cho người ta con gái cả đến đến chơi chán và bỏ kiểu kiểu ấy. Thôi anh ơi, đừng đụng vào nỗi đau của em nữa. Còn Cường 99 thì Cường 99 là 99 là có Dạ. 99 là sắp ra trường rồi đúng không? Vâng, đúng rồi anh ạ. 99 sắp ra trường. Nói ra trường thì thôi anh nghĩ anh quên thần, anh quên thần đúng là một anh cũng là con người đã từng trải, anh quên thần này lúc nào rồi ra trường lấy lẽ đứa nào đi xong rồi sau hai đứa lôi nhau sướng hơn như không chết Chết rồi đẻ em. đẻ đến cái tầm như anh ấy nó kiếm người yêu khó khó vậy thôi. Hồi xưa nhá, hồi xưa nhá, hồi xưa đấy, hồi xưa ấy, Nếu tôi hồi xưa chuẩn của anh anh ấy, chuẩn của anh cái năm nhất đấy, cái năm nhất đấy. là phải gái ngoan nhỉ, ít nhất phải cũng phải là hoa khôi của trường hay này kia, đợi tí nhất trong lúc đợi anh cả ấy nghe hoa hồn trường này kia, xong rồi đến năm hai thì nghĩ lại thấy bảo bỏ mẹ thằng bé là không có người tin trường được đâu gái, mà thôi để cái nhìn sang mấy em qua bên kế toán thì bạn nhìn nhìn cũng được được nhưng mà tôi không sao, mà kia mà mình kiếm người yêu cũng chỉ cần biết nấu ăn cho mình là được. Đấy xong rồi đến năm thứ ba lúc đấy bắt đầu không có yêu rồi, không có yêu lúc đấy bắt đầu nhìn các chúng bạn cũng thèm thuồng này, nhìn chúng bạn mình thèm thuồng kia thì bắt đầu mà thôi lúc đấy thì thôi xác định là thôi chỉ cần con gái là được đấy, xong còn đến bây giờ và ba cái mục tiêu của anh ấy là chỉ cần con gái, còn đến bây giờ vẫn thế đấy, nên anh quy thật có cơ hội cái là chiến luôn gì đó Thế cường. anh hình như để chị nào xin phép đấy Đâu? Phải nào? chứ. Đại diện của anh ấy. Anh đại diện của anh á? Đâu ra? Đây á? À? Không, ảnh Anh bìa đúng không? bìa anh bìa. À, xin trân trọng giới thiệu, đây là mẹ anh. Đây là anh. Và đây là con ăn bám này là anh. Đó là em gái anh. Sao ai tưởng tượng đây? Ai nghĩ đây là người yêu anh nhỉ? Cái cổ ơi, đây là con em anh. Đây là hai anh em cũng đi ăn với nhau chứ có chứ coi gì đâu, từ trước đây vẫn thế thôi, xem bên đấy thôi, xem bên dưới nhiều cái gì không được hái hoa rồi đây không ý ý là đứa là con bé này đúng không, Đúng đây là rồi em, anh. đây là em anh, trời ơi thầy do đó thì anh ấy nhỉ Đấy. nguy hiểm lắm đấy. Đấy nhá, ok thì bây giờ lúc ra cái app mình bây giờ đang chạy lên được như này rồi đúng không? Thì bây giờ đến tiếp theo đầu tiên này là anh sẽ xếp cho nó cái hình trước đã, cái hình hình cao trạng của mình đấy, thì hướng lần này của anh ấy là sẽ hướng dẫn hai em ấy làm một cái app giống TikTok đấy, hay không cần giống này, chỉ cần giống khoảng tầm giống như 99% thôi, mình không thể làm giống 100% luôn được đấy kiểu ấy.
nhưng mà là về hình ảnh nhá, chứ không phải là về video. Ok chưa? Ok. Và ví dụ bây giờ anh cần một cái hình này đúng không? Anh sẽ gõ một Android. Đó, cơ bản biết không? À ok, khi nào cần nói thì nhớ bật mic nhá. Khi nào anh hỏi nhớ bật mic nhá. Phòng hai người ở xây vẫn đã lên trên này trọ rồi à? Lên trên này rồi hay là đã hay, chắc là hay là vẫn dưới quê của hai người đấy? Ok, anh sẽ đầu tiên như thế thì Android này, Android Wapper đấy, đây sẽ kiếm một cái hình bạn nào ấy xinh xinh một chút đấy. Đấy thì anh không biết bạn này là bạn nào, nhưng anh để qua thì nhìn qua thì thấy tâm hồn của bạn ấy cũng đại khái là cũng đẹp đấy. Thường thì là đại khái là con trai yêu con gái về tâm hồn, không biết hai đứa có thể không? Anh cũng yêu con gái về tâm hồn đấy. Đấy thì con cái nơi cư trú của tâm hồn của con gái thường ấy thì nó cách rốn khoảng 20 cm, tùy từ người đàn ông 20 cm từ dưới ở bên trên hoặc 20 cm ở bên dưới đấy. Anh thì anh cả hai, anh cũng anh đấy đấy là cái nơi cư trú của tâm hồn anh thì anh thích cả hai chứ không, anh không 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 ưu tiên thằng nào cả đấy. Đây có khi đấy bạn này có tâm hồn đẹp này, anh thấy anh nhìn qua biết tâm hồn đẹp mà con người có cốt cách rồi đấy. Đấy, bây giờ nhá, anh copy, anh ném vào trong thư mục Drawing Board nhá. Paste này, Ctrl C, Ctrl V này. Ok. Tâm hồn. Đấy, anh sẽ đặt tên là tâm hồn này. Đấy. Rồi ok thì bây giờ anh muốn có một cái, anh muốn có một cái hình nó tràn là hình như vậy ấy. Thì anh sẽ sử dụng thuộc tính là thuộc tính Image View. Anh sẽ dùng một cái thẻ đó, thẻ Image View. Thì Image View ở trong thằng Android ấy, nó là để hiển thị các cái hình ảnh, các hình ảnh. À, nói một chút về cái thằng quỹ này nhá, cái thằng quỹ này thì nó sẽ có hai, hay nó sẽ có, nhưng mà sẽ có nhiều kiểu, nhưng mà hai cái kiểu thông dụng mà bọn em có thể nhìn thấy là hai cái thuộc tính, hai thuộc tính ấy, là Matter hoặc góc không then. Matter hay góc không then thì nó nghĩa là gì đây nhá, nói qua một chút về cái thằng quỹ và thằng hay này. Ở đây ví dụ trong này anh có một thằng theo thứ chữ layout đi, cái width của nó anh sẽ để thằng này, ví dụ anh để nó mắc lên này, thằng này anh để nó mắc lên, à anh thằng này anh để nó mắc lên đấy, anh đóng thẻ à. Xong bên trong cái theo chữ layout nhá, anh chứa cái tâm hồn đẹp của anh ở trong này nè, nhưng anh để trong này là bắt, anh sẽ để trong này là 100 dp, à, cũng 100 dp. Cái SLC anh sẽ để cho nó, SLC là địa chỉ ảnh đấy, thì anh sẽ để cho nó là cái ảnh mà anh vừa copy vào này. Đó, được chưa? Và một chút này, ở đây sẽ set cho nó một cái background. Đó, background 2000.net 00. Đấy. Thì nghĩa là sao? Thế là sao? Khi mà anh set cho thằng này cái thuộc tính là master này, và master này. Nghĩa là sao? Thì nghĩa là sao? Khi mà anh set cho thằng này cái thuộc tính là master này, và master này. Thì nó sẽ lấy cái chiều width, ví dụ với width này anh để method thì nó sẽ lấy width của thằng cha chứa đó đấy, dễ hiểu chứ ok đấy, dương của thằng cha chứa đó và nó sẽ xét cho width của thằng này, và chiều width là chiều từ trái qua phải, anh hiểu không đấy. Và tương tự thằng hay cũng vậy, nếu anh để là method, còn nếu như mà anh để là góc còn xem đấy, thằng này anh để là góc còn xem thì nó sẽ lấy cái chiều dài và chiều rộng cái width và height của cái thằng item, những cái item nào bên trong nó ấy. Đấy, và nó xét cho chính này đấy. Nhưng mà nếu như mà anh để là mắc cái này thì nó sẽ như ăn cho thằng cha, còn nếu như anh để có thằng thêm thì sẽ ăn cho con, hiểu chứ? Đấy, bạn hiểu chứ? Đấy. Rồi, ok, mình nói qua một chút về cái thằng viết phần đây đấy. Thì ở đây sẽ có một cái ý kiến có viết là mắc đấy, hay sẽ để là mắc chưa, và cái địa chỉ ảnh SRC thì anh sẽ để nó là, anh sẽ để tên điện đợi một chút nhé,
Anh bật cái Sky trên điện thoại, cái đồ Cường. Cường Cường nhắn tin anh còn đọc được. Đấy. Thế là xuyên. Anh sẽ để cho cái ảnh của bạn, của cái tên mục đẹp kia. Đó, ok chưa? Vâng. Nhưng hiện tại theo hai hạ sao trên màn hình nhìn thấy thì hiện tại so với lại cái hình này thì nó không được đúng, đúng không? Bởi vì cái ông ấy nhìn thấy là cái hình này nó full hoàn toàn màn đúng không? Đấy. Còn cái ảnh này của anh thì nó chưa full hoàn toàn, full hết màn. Thì trong cái thằng EVP nhá, nó có một cái thuộc tính khác, nó có một cái thuộc tính khác, nó là thuộc tính Scalar. Anh phát âm tiếng Anh cũng cái không có hơi giống một đấy. Scalar là sao? Scalar thì sẽ cho bạn nhiều kiểu đấy, nhiều kiểu. Scalar là nó không hiểu là nó sẽ căng cái ảnh của bọn em là theo theo cái cách đảo, ví dụ như anh để center đấy thì nó ngay tức ấy, nó sẽ làm cho cái ảnh của bọn em full hoàn toàn màn hình, bạn hiểu chưa? Full hoàn toàn màn hình đấy, nó sẽ cắt ra, cắt làm sao cho nó vừa khớp với cái màn hình thôi, ok chứ? Đấy. Còn ok không em? Hiểu 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 đấy. Có em hiểu. Đấy, tiếp theo nữa là cái thuộc tính sensor and crop. Sensor and crop ấy, như anh vừa nhìn thấy sensor nó sẽ cắt full so với màn hình đúng chưa? Đấy, nó sẽ phóng to ảnh của em ra làm sao cho vừa màn hình. Còn cái thằng sensor crop, sensor crop nó sẽ full màn hình ra, nhưng mà nó sẽ full màn hình ở một cái mức nhất định thôi, thấy không? Full màn hình cái mức nhất định thôi. Đây giải thích nào nhỉ, sẽ hiểu nhỉ. Đây đúng là cái thằng anh sẽ cho thằng 50, anh sẽ cho này 300 dpi đấy. Anh copy y nguyên thằng này đấy, y nguyên thằng này sẽ gắn ID cho ông thằng của mẹ là một cái ID gì đấy đi, một cái ID khi vào cho. Thì như lần trước ở bữa trước anh có giảng đấy, thì muốn cái ảnh này nó ở làm bên dưới thằng kia đó, thì sẽ được dùng một cái nhà bilao khi mà còn rồi. Ok, bây giờ so sánh nha, bây giờ mình cùng so sánh nha. Bây giờ cái ảnh trên anh để sensor đấy, em nhìn không, có nghĩa nó cũng hai thằng nó cùng là phóng to ảnh ra, nhưng một thằng nó sẽ phóng to đến một cái mức nào đấy nhất định thôi, có nghĩa là làm cho cái ảnh của em như kiểu là nó sẽ không, nếu bọn em dùng cái sensor crop này thì nó luma nó sẽ phóng to cho cái ảnh đến mức nào mà ảnh của em được cái là bị vỡ, nó sẽ luôn là kiểu bị vỡ hình đi, bị méo hình đi, hay cái đó ở đấy bị vỡ hình, bị méo hình đến một cái mức nào đấy là thấp nhất có thể. À, còn cái thằng sensor này thì nó không quan tâm đến kiểu đấy, đó, không bao giờ quan tâm đến thằng sensor đấy, mà nó sẽ phóng to đi bất kỳ thằng đến đến cỡ nào mà bộ em thích thì thôi, ok chứ? Anh hiểu hàng này chưa? Đấy. Rồi, cái viết cái bây giờ anh sẽ sửa thằng này cho thành mắt đây. Đấy, nhưng mà nếu sử dụng ấy, thì em khuyên thật là nên sử dụng thằng sensor crop. Ok chưa? Đấy. Tiếp theo chứ còn đâu, thực ra nó có nhiều thuộc tính lắm, ví dụ sensor inside đấy. Là nó sẽ in là lúc nào nó lại cũng phóng to ảnh của em, nhưng mà không to một cái lúc nào nó sẽ làm cho ảnh của em không bị vỡ luôn, không bị vỡ luôn, vẫn nét căng luôn đấy. Thì là dùng, nhưng mà nó sẽ không quan tâm đến cái chuyện là nó có full màn hay không, hiểu không? Đấy, nên là nếu để sử dụng thì anh khuyên thật là nên sử dụng thằng sensor cái đó này. Đó, ok chưa? Alo, ok ạ. đấy rồi nhé. Thế là mình, thế bây giờ mình đã có một cái thằng hình này rồi nhá, bây giờ chạy lên này, cứ để cho chạy đi tí xem được cái gì tiếp theo đấy, tiếp theo đấy này. Đó, chạy lên sau sẽ anh sẽ chỉ cho hai đứa một cái thuộc tính của cái thằng này đấy. Đó, ok, bây giờ nhìn nó giống, có dựa dựa thằng đấy chưa, nó dựa dựa hình đấy chưa, nó gần dựa dựa đúng không? Bởi vì nếu như mà so sánh hai hình này thì cái app này của hiện tại của mình, app của mình ấy, nó đang bị cái thằng nó bị mất một khoảng này, có nhìn không? Bạn có nhìn thấy mất cái khoảng này không? Đấy. Phần kết app của nó. Đúng rồi. Thì trong thằng Android nhá, trong Android nhá. Cái tiêu đề mà bạn nhìn thấy ở đây, đây có nhìn thấy thằng này không? Đấy, tiêu đề trong này. Đấy. Thì nó sẽ được gọi là action 3. Đấy. Android app
action action 3. Đấy, nó sẽ gọi là cái thằng action 3. Đấy, nó sẽ được mô tả là cái thanh ở bên trên nè. Đấy. Đấy, nó sẽ là mô tả cái thanh ở trên app. Thế giờ anh muốn phun màn hình và tẩy nó đi ấy, thì bọn em có thể ở trong thư mục manifest này thì nó sẽ quy định tất cả các thuộc tính của app của em trong này. Đấy, thông qua một cái thằng nữa, nó là thằng team. Thông qua cái thằng team thì nó sẽ quy định cái cái gì đây này. Nó là cái style của app ấy, hiểu không? Style của app, từ từ để anh giải thích nào cho em hai đứa dễ hiểu hơn. Thông cảm lên mạng nhà anh nó vừa bị cái đó giờ hơi cán đoạn thi thoảng bị mất ấy. Ok. Đấy. Thì Nova kiểu là mỗi một cái bọn em cứ tưởng tượng mỗi một cái app của mỗi một con người nó đều có một cái style khác nhau, đúng chưa? Mỗi con người đều có style khác nhau ấy. Đấy thì ví dụ đơn giản như kiểu là như kiểu style ví dụ như kiểu mấy ông hip hop chẳng hạn thì cái style của nó hơi cổ đằng một tí, hay mấy ông như kiểu là mấy ông làm kiểu kinh doanh thì cái style của nó lúc nào cũng phải là sạch sẽ, hay ông như kiểu mấy anh đa cấp thì cái style mặc định của anh ấy là bắt buộc là phải có thứ nhất là đầu tiên là phải có con lê à sơ mi đấy, cà vạt đấy, vest đấy, quần là phải quần Âu, đi giày là đi giày da đấy, nhưng không thể thiếu là thứ nhất là đi xe buýt, không thể thiếu là cái là đi xe buýt hay là kiểu đi xe đạp đấy. Đấy là cái style của mấy anh đa cấp của kiểu ấy. Thì bọn em cứ tưởng tượng là cái thằng app của app đi, cái app mà bọn em viết nó cũng như vậy đấy, nó sẽ có một style riêng của nó thì sẽ được quy định bởi cái thằng team này, và bọn em chỉ cần căn chôn kích xong bọn em sẽ dí dí chuẩn đề, bọn em sẽ nhìn kích ở trong này thì sẽ ra được cái style của cái app của bọn em, ok chưa? Đấy thì hả Ok anh ạ. đấy thì cái style app của em ở trong này ấy, nó đang sử dụng này, bọn em có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái nó đang sử dụng cái thằng tab action 3. Nhưng mà bọn em không cần hiểu, bọn em không cần hiểu kỹ về thằng này đâu, bọn em cứ hiểu cái thằng này tab action 3 nó chính là cái thằng build ra được cái action 3 ở chỗ nào đó, ra là cái thằng action 3. Thì giờ muốn không sử dụng nó nữa thì bọn chỉ cần xóa đi. Đấy, xóa đi, xóa đến cái chỗ đoạn chấm này nhá, xong rồi mình bấm Ctrl F cho anh. Đấy sẽ ra hiện hiển thị ra thứ nhất là cái thằng low action 3, thứ hai action 3, và mình sẽ chọn thằng low action 3. Đấy. Và sau khi cái chạy xong thì sẽ xóa đây đây tí nó chạy lên cho ngoài sẽ nhìn thấy này. Đấy. Đấy, nó sẽ xóa mất cái thằng action 3 của nó đi và nó đẩy cái màn hình của em full lên. Ok chưa? Đó. Vẫn đang bị mất cái thằng mình vẫn đang bị mất một khoảng để cho nó chứa cái thằng như kiểu hiển thị giờ hay là trạng thái của cái điện thoại đúng không? Đấy. Thì bây giờ anh sẽ sử dụng thêm nhé. Có nghĩa là mỗi như kiểu là giống như kiểu với ông đa cấp ấy thì là bốn cái thuộc tính này, ví dụ nhé. Mỗi để tính nào nha, khó này, các bạn thấy khoai đấy. Thì mỗi một cái thuộc tính nó sẽ đều được quy định bởi một cái thằng item này. Đấy. Để mỗi cái thuộc đều sẽ quy định bởi một cái item này, quán nghĩa hiểu thế. Đấy. Và bây giờ ấy, anh muốn nha, anh hiện tại là anh đang muốn cái style của anh, cái style app của anh nó phải full toàn bộ cái màn hình này đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thì ở đây đã thêm cho nó một cái thằng item. Đó, item đây. Anh sẽ gọi ra cái thằng window window full center, và anh gọi chữ win này, xong gọi chữ F cho anh đấy, xong rồi di chuyển xuống đến đoạn này, và anh sẽ nhìn thấy chữ window full center ở đây, ok chưa? Đấy, xong rồi enter, xong rồi đóng thẻ gắn cho ông chung. Đấy, thì
Nghĩa là sao, có nghĩa là anh vừa thêm cho nó một cái thuộc tính, nghĩa là sao, là cái màn hình của anh sẽ full toàn màn hình đấy. Và bây giờ anh muốn chạy lại à? Đấy, có nhìn không? Có phải nó full hết màn hình cho anh chưa? Đấy, đúng chưa? Hai đứa hiểu cái này chưa? Hai đứa hiểu về cái thằng style của app này chưa? Vâng, hiểu rồi ạ. Rồi đấy, thì giờ đợi tí nhá, để tí nhá. Rồi, sau đấy đến bây giờ này. Mình sẽ làm gần gần giống thôi đúng không? Thì giờ anh sẽ hướng dẫn mấy đứa làm cái phần bên công viên này trước. Đó, được chưa? Công viên này trước này. Rồi, ok. Đấy. Thì bây giờ nhá, thì bây giờ tiếp theo này, thì những cái đầu tiên anh sẽ cần, thứ nhất là một cái thằng icon, một cái thằng như kiểu đây là cái thằng ảnh của cái tài khoản đấy đúng chưa, thì anh sẽ copy, anh sẽ xem nào, rồi lại tiếp tục không, lại tiếp tục công cuộc không, đã xin đã xin đó, anh sẽ chọn cho một cái ở đây bài đẹp nhé, lưu hình ảnh nha, set rồi sẽ copy, ví dụ bây giờ copy cái ảnh này vào trong này, anh kết vào trong này đấy. Ok, bây giờ cái sinh đúng không, cái sinh anh sẽ để tên là avatar, anh sẽ tên là ảnh này đi, em tư đấy. Thì trong này ở đây anh sẽ có một cái thằng image khác có width, anh sẽ cho nó khoảng tầm 80 dp, 80 dp hay anh sẽ cho nó cũng là 80 dp đấy, đóng thẻ à. Sau tiếp theo nữa là cái src, anh cho nó là cái thằng ảnh nền của anh đó. Rồi tiếp theo nữa là cái style của nó, anh sẽ cho là center and crop đấy, xem chọn có lúc này 80 80 hơi to á, anh sẽ để cho nó khoảng 40 thôi, 40 thôi đấy. Và bây giờ hiện tại là anh đang muốn cả cái ảnh của anh đúng không, nó phải làm ở đoạn cái đoạn kiểu giữa 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 đấy, giữa thì anh sẽ sử dụng thêm cái thuộc tính nữa là xem chờ in xem chờ vertical, anh sẽ có một chu. Tiếp theo nữa là anh sẽ sử dụng cho cái thuộc tính là RAM, Right. đúng rồi, chính xác, ba đường RAM, anh sẽ dòng chu. Ok, nhưng mà đại khái ở cuối bài ấy, ở tí ở cuối bài anh sẽ hướng dẫn mấy đứa làm như nào cho nó được có một cái hình, ở đây là hình tròn nhá, mấy đứa nhìn thấy có phải hình tròn không, có phải là hình bo tròn nhá đấy. Thì đấy anh sau thì ở cuối bài anh sẽ hướng dẫn sau nhá. Và bây giờ anh đang muốn nó lúc nay nó không phải sát này như thế này, nó không phải sát này như này, anh đang muốn cho nó căng 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 ra đoạn giữa, à, căng ra đoạn giữa một chút, à, căng ra đoạn bên trái này trái một chút, thì anh sẽ cho nó thêm một cái thuộc tính nữa là thuộc tính marking right, anh để là 10 dp, 10 dp, ok chưa? Đấy, thì sẽ căng ra bên này đúng không? Ok, sau đấy đến đây tiếp theo nữa, là anh sẽ sử dụng, tiếp theo nữa là mình cần có một cái dấu cộng, mình sẽ cùng cần con dấu cộng đây nữa, thì anh sẽ dùng trên mạng, anh sẽ vào trên mạng nhé, anh sẽ tìm ra cái thuộc tính, nhưng mà có cái thằng nào thằng cỡ này đấy, anh sẽ tìm xem có cái dấu cộng mà nhìn trông có đẹp đẹp có rượu rượu kiểu đấy không đấy, đây ví dụ như hình này đi, anh sẽ tải về. Xếp. Rồi sau đấy copy. Đấy, sau có kia sau không kết vào đây, đấy, đơn giản này, thế đây là sau đấy nhá, thực ra nhá, thực ra công việc thực ra một cái không không được chờ một cái nhá, hai đứa chờ khoảng 5 phút đúng không?
Dạ được anh, được anh. khoảng 5 phút không? Ok. Ok, anh đi thoải mái. Không, cuộc sống thì cuộc sống của anh nó khó khăn lắm mà khổ. Đúng cái này là đúng cái này là con ăn bám thì anh nó bị bà gì ấy thăm. Nó bắt anh phải đi mua gì cho nó ăn rồi. Chờ anh 5 phút. Vâng, ok. Ok, quay trở lại bài học một chút ạ. Ok, thì bây giờ nhé, ví dụ đây bây giờ đơn giản này, anh sẽ thực chất nhất là cái công việc mà kia bọn em đi mà kia bọn em đi cốt ấy, ở bất kỳ công ty nào thế thôi, cái trong đấy thôi chứ mình ra cốt nhá. Cái công thức quan trọng nhất bọn em phải nhớ ấy, là công thức căn cho C và căn cho V. Đấy, đấy là hai công thức nữa. Cái là mình sẽ phải cần phải nhớ nhất, đúng chưa? Thì anh sẽ copy cả này của anh này. Đấy, anh kết dưới này. Anh sửa đi cái FLC của anh sẽ sửa thành cái tớ. Đó. Và cái thằng này quýt anh sẽ để cho nó khoảng tầm 20 dp thôi. Xem 20 có to quá không. Đấy. 20 dp đấy. Và bây giờ nhé. Bây giờ vận dụng này. Bây giờ vận dụng một tí toán này. Tí toán lên. Đấy. Bây giờ cái ảnh này của anh bây giờ hiện tại nó cũng đang căn này đúng không? Đúng chưa? Nó cũng đang căn này ở trên này. Và cái này đại khái nó giống hệt cái thằng này cũ mà anh copy, và bây giờ anh muốn nó phải ít nhất phải di chuyển ra là ngày đúng chưa? Đấy, có bỏ mẹ chết rồi, ấn nhầm đi được. Đấy, cái này thì mình sẽ làm thế nào? Đấy, thì đại khái là có nhiều cách nhá, có rất có nhiều cách. Bây giờ cái cách đơn giản nhất ở đây là anh sẽ gán cho thằng này một cái ID, ID avatar. Avatar đấy, sau đấy ở dưới này anh sẽ xóa hết cái thuộc tính của mình đấy. Cho thằng này một cái là belong ID avatar đấy, và tiếp theo nữa là cho nó cái thuộc tính là parent right đó. Thì hiện tại có phải nó đang nằm dưới thằng này đúng chưa, nó đang nằm dưới thằng này đấy, và anh chỉ chỉnh và sẽ chỉnh lại cho nó một chút. Thứ nhất là cái thằng ảnh nhá, nó căn ở giữa đoạn này thì nó sẽ cách này một khoảng, đầu tiên là cái khoảng của cái thằng này cách này đúng không, là 10 cm đúng không, à là 10 dp đúng không, hay hiểu không? Có anh ạ, gọi Đấy, là margin top vậy. margin right nó căn này bên phải ấy. Còn muốn cho nó lên trên thì là mình margin top sao? Đúng rồi, tí mình à, tí anh chỉ sao bây giờ mình căn này bên phải trước nhé. Đấy, thì có thể mang như này lên 10 kg và tiếp theo nữa nó sẽ căn ra đoạn này một khoảng, thì bây giờ căn căn ra một đoạn khoảng nữa thì cái đoạn khoảng này phải tính như thế nào, đúng chưa? Đấy, thì giờ nhá, tại tí anh sẽ vận dụng giáo cụ chủ quan à, quên cái kháng lâu la cũng phải thanh minh một chút, cũng phải thanh minh một chút. Đây, hai đứa có giờ xem coi không? Vừa tôi vừa chắc chắc chắn là vừa mấy anh đoán mấy đứa nhìn thế này rồi, anh đoán mấy đứa nhìn thế rồi á, anh không ngại đâu. Hả? Không, có nghĩa là thực ra nhá, hồi xưa ấy, câu chuyện thì câu chuyện xem qua nó được cái đơn giản lắm, chả gì cả. Còn em biết cái du cái phim hai cái phim bỏ mẹ gì mà có cái Titanic mà hai đứa ôm nhau xong rồi đâm vào băng chết không? Thế thì không phải tầm xuống tiền nhau mà xuống nhát đâu, anh nhớ không, anh nhớ rồi đấy. tầm Ừ, tiền đấy ít à. à đấy đúng rồi đấy, thì cái năm lớn, cái là cái năm mà tuổi mới lớn nhé, con trai mình hay có tuổi mới lớn đúng không, thì cái năm anh không biết là mấy đứa dậy thì nó bao nhiêu, nhưng anh dậy thì cái là khá muộn, khoảng tầm
tầm năm lớp sáu, lớp sáu bảy đấy. Đấy thì đó, sau đó bảy đấy thì đến cái đoạn đấy xem phim, ví dụ cả nhà anh đang xem phim tự nhiên đến đoạn đấy thì anh hỏi thằng Du đi vào phòng không xem á, bộ ốc mái của sao không xem rồi. Cái đoạn này là cảnh những người lớn này rồi xem cái lúc chúng nó hôn nhau á, chứ không phải cái lúc chúng nó ấy ấy đâu, em hiểu không? Đấy thế là lúc ấy buồn, lúc buồn anh chả biết làm gì, thế thôi không được xem phim thôi, anh lại đến phòng anh bỏ qua anh xem. Đấy đấy là đấy, đấy đấy là cái đấy đấy là cái lâu ra là cái gọi là gì nhỉ, đó là cái truyền thuyết. Ấy bố mẹ cấm anh xem như đấy thì cấm anh xem cái cảnh mà chúng hôn nhau, anh bắt buộc anh phải xem cái thôi. Đấy như lại chứ giờ giờ sinh học ở trên lớp cô đến bây giờ tìm hiểu về giới tính anh có được tìm hiểu đâu. Đấy, nên là không phải ngại đâu, thực ra nhá, thực chất nhá, thực chất cái việc xung quanh em không biết mấy đứa nghĩ ở đi với anh mai kia mình chưa có người, mai kia có người yêu mình tính sao. Đấy là không phải ngại, họ thanh minh tí ơi, thanh minh tí ơi. Rồi quay lại bài học một chút này. Đấy, anh sẽ ở đây tạo xem nào. Để giải thích kỹ hơn về cái ba ba ghi tay ở đây. Ở đây được chưa? Ví dụ, ở đây có một cái thằng. Ở đây có một cái thằng hình. Đây chính là cái hình 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 avatar anh ạ. Tiếp đến nữa này, anh sẽ có một cái hình nữa và sẽ căn giữa thằng này. Tôi rằng là cái hình plus nó sẽ ở đây đoạn này. Và bây giờ công việc của mình là mình sẽ tính toán làm thế nào để cho tính ra được cái đoạn căn này đúng không? Tính ra được cái đoạn căn giữa này đúng chưa? Đúng chưa? Hai đứa hiểu đoạn này không? Thì đầu tiên này, thì cái đoạn đấy nó sẽ được chia ra bởi hai phần nhá. Đây, tính ra hai phần này. Đấy thì cái thằng to đúng này sẽ bằng thứ nhất là cái thằng mang đi ra cái thằng cái căn này bên phải của cái thằng to cộng thêm một khoảng nữa, có phải là nó là cái khoảng này không, đúng không, đúng chưa, thấy nó nhìn có nhìn rõ có anh ạ. Đấy thì nếu như chỉ cần để ý một chút nhé, chỉ cần để ý một chút này các bạn sẽ thấy đây. Ví dụ đây là hơi cái width của thằng của mẹ, cái chiều ngang của thằng to của con này, và đây là cái thằng chiều to của thằng của à, đây chiều ngang của thằng to đấy, ok. Đấy thì bây giờ nhé, nếu như hai thằng này cùng rút ngắn đi một nửa, cùng rút ngắn đi một nửa đấy, cùng rút ngắn đi một nửa và trừ đi nhau thì có phải nó ra được đoạn này không? Dạ đúng rồi nè. Đúng chưa? Hai đứa hiểu thằng này không? Hai đứa hiểu này không? Cường hiểu không? Alo? Alo ạ? Cường hiểu không Cường? Không, chưa em cũng chưa hiểu đoạn đấy anh ạ. Đây nhá. Vâng. Bây giờ cái bài toán của mình ra là bài toán của mình đặt ra là phải tìm ra được một cái quả từ cái thằng này cho vâng, đến từ cái thằng này đúng chưa? Đấy. Vâng. Cái đoạn. Thì nếu như mà em vẽ nhá, nếu như em lấy số phát điểm là đầu bên này, ví dụ anh sẽ xuất phát điểm từ đầu bên này chẳng hạn, đây là cái đầu dọc này, đúng không? Vâng. Nên anh vẽ ra cho rõ ăn. Đấy, nếu sẽ phát điểm từ đầu dọc này, đây. Tiếp đến này, anh sẽ kẻ một đường, từ đây sẽ kẻ một đường đến tâm giữa của thằng này. Đây, đúng chưa? Đúng rồi. Tâm giữa thằng này. Đấy, và kẻ tiếp từ đây một đường đến tâm giữa, à nó không phải đến tâm giữa, soi em nói lại nhá, anh sẽ kẻ một đường từ đây cho đến cái hết của thằng này, cái cho đến cái lề bên lề bên trái của thằng này và thằng này đây, anh cũng kẻ một thằng cho đến cái lề bên trái của thằng to, ví dụ ảnh này ảnh một, ảnh này ảnh hai đi, được chưa? Anh sẽ ghi nhá, anh sẽ ghi ở đây, anh sẽ ghi ở đây. Thằng một này, thằng này thằng hai đấy, thì nếu như mà anh lấy hai đoạn này trừ đi nhau có phải là nó sẽ ra được cái thằng thằng này không, hiểu chưa? Vâng đấy. Em hiểu. Thì khoảng này chính là cái đoạn khoảng cách của nó kia ha. Vâng thì đơn giản thôi, thì cái đoạn này sẽ được tính như thế nào, cái đoạn này sẽ được tính như thế nào đúng không?
Chết rồi, nãy giờ giải thích sai rồi. Cường cường ấy xin mất cường nhá. Sorry cường nhá, để khai sẽ giải thích lại nhá. Giải thích lại một chút nhá. Thì vâng, là kiểu là lấy cái chiều dài của cái hình một to này, từ cái vạch lè này, à từ cái màn hình này đến nó cái ô hình chữ nhật này, là một cái một đường thẳng dài. Xong đấy trừ đi một cái lè này đến cái hình hai này thì nó sẽ ra một đoạn. Mà một ra một đoạn đấy là khoảng cách từ cái điểm giao nhau từ hình hai này với đến cái nét hình cuối hình chữ nhật này, là cái góc cạnh này. Chủ yếu là muốn tìm ra một cái khoảng cách giữa từ từ cái viền hình một đến cái điểm giao nhau hình hai, đúng không anh? Nó gần gần kiểu thế. Bây giờ anh sẽ giải thích lại một chút này, được chưa? Anh sẽ giải thích lại rồi cặn kẽ hơn này, được chưa? Đấy. Bây giờ ví dụ ở đây nhá, ví dụ ở đây anh đang có thằng này là thằng A. Đấy, được cái khoảng cách thằng này là thằng A là đúng chưa? Đấy, nó còn tiếp theo nữa, ok rồi, bỏ hết. Và anh có cái khoảng cách của thằng của này là thằng B. Đấy. Và hai thằng A và thằng B trừ nhau đi ra một khoảng nữa là cái khoảng cách C, là cái khoảng cách mình cần tìm. Đến đây hiểu chưa? Đến đoạn này hiểu chưa? Ok. Cái này là dễ hiểu hơn đấy anh ạ. Đấy. Thì bây giờ công cụ của mình ấy là làm nào tính được thằng C này, hiểu không? Đấy. Thì bây giờ nhá, ở đây anh sẽ cho nó, anh sẽ kèm, nếu anh sẽ căn cái đoạn giữa của cái thằng của mình là mốc à. Đấy. Và cái đoạn này ở đây. Và bây giờ anh cứ ví dụ hai hình này nó sẽ sát lề đây, chứ nó sẽ sát lề bên phải, chứ nó không 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 mới nữa. Chứ nó sẽ không không như kiểu là căn căn lề bên này nữa. Đây nó sẽ sát lề như này. Cường với Dương hiểu đoạn này chưa? Đấy. Ok chưa? Alo. Ok rồi, anh tiếp tục rồi. Vâng, anh tiếp tục. Đấy, thì nhìn này là biết rồi. Thì hai đứa nhìn này, có phải cái thằng C này nó đang bằng một nửa, cái 1/2 cái chiều, cái quýt, cái chiều ngang của thằng to trừ đi 1/2 cái chiều ngang của thằng nhỏ, đúng chưa? Đấy, đoạn này cũng phải dễ hiểu hơn không? Đúng không? Cường nhỏ. Vâng. Đấy. Thì đơn giản thôi, thì bây giờ 1/2 đúng không? Thì anh sẽ cho nó đầu tiên là margin right 1/2 của 40 là 20 này, trừ 1/2 của 20 đó là 10. 20 trừ đi 10 có phải ra 10 dp đúng không? Ra 10 dp xong cộng thêm với cả cái khoảng lề của cái thằng to so với cái lề bên phải nữa là 20 dp, đúng chưa? Có phải nó căng ra được nữa cho anh không? Đúng không? Hiểu không? Còn với Dương hiểu lại không? Nó hơi hồng mặt tí anh ạ. Hả? Hello. Em hơi hồng mặt tí. Thế rồi, ok, thế đây anh giải thích lại này. Đây đầu tiên nhá. Ví dụ như kiểu nó không căng này bên tay phải đi, được chưa? Và anh muốn thằng này ra giữa, đúng không? Thì theo công thức ở đây nhá, có phải là mình đang muốn là cái thằng đang muốn tính cái khoảng cách này thì có phải là bằng 1/2 cái chiều ngang của thằng to trừ đi 1/2 chiều ngang của thằng nhỏ, đúng không? Cho nên thì hiểu chưa? Ok anh. Thì sau đó nếu như mình xét cho nó một cái margin right bằng 1/2 chiều ngang của thằng to trừ 1/2 chiều ngang của thằng nhỏ ấy, thì nó sẽ căn mình ra giữa, đúng không? Dương hiểu không Dương? Dương ơi. Em nghe anh rồi. Hiểu không? Sao thấy nó rối như thế nào nhỉ? Cái này là mình chỉ hiểu qua, còn lại làm thực hành thì nó sẽ dễ hiểu hơn, tự làm nó sẽ dễ hiểu hơn. Yên tâm, hai đứa sẽ phải tự làm, có nghĩa là cái màn hình ra anh sẽ design hộ hai đứa, xong hai đứa sẽ phải tự làm ra một cái màn hình như này xong gửi cho anh thì mới xác nhận là hai đứa làm ok chứ, đúng chưa? Vâng. Nhưng mà vấn đề là Dương hiểu cái này chưa? Là mình lấy chiều rộng của ảnh một, đúng rồi,
một phần hai chiều rộng, một phần hai chiều rộng, hai chiều rộng của anh một và mình trừ cho chiều rộng của anh hai, một phần hai ảnh hai, chiều rộng ảnh hai. Đấy, thế nhá, một đây một phần hai chiều rộng của thằng ảnh một đây. Đấy, đúng chưa? Và một phần hai của thằng chiều rộng của thằng ảnh hai đây. Yeah. Thì nếu như mà em nhìn thấy đây này, có phải nếu trừ với nhau nó sẽ ra cái khoảng cách có phải ra được hai không? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Đấy. Thì đấy nhá, thì ở đây sẽ cho nó cái thằng margin right. À rồi em hiểu rồi. Đấy, hiểu chưa? Ok là 1 phần 2 của thằng ảnh ở trên là 40, mình lấy 1 phần 2 nó là 20 và ở dưới là 10. Ngồi đây. Ok rồi. Đấy, chính xác đấy. Nhưng mà nó sẽ căng ra giữa chứ nó không phải căng ra giữa cái tâm hồn của cái ảnh này, em hiểu không? Dạ ok. Đấy, ok. Rồi nhá, sau đấy tiếp đến hai thằng này cùng cộng thêm với cái thằng Magida như này đúng chưa? Đấy, thì nó sẽ ra được ra được ở bên này. Sẽ ra được cái thằng ví dụ cộng thêm 10 dp thì thằng này thành 20 dp rồi. Đấy. Thằng này cũng margin right tiếp rồi. Margin right tiếp 10 dp. Đấy. Thì nó sẽ căng ra bên này, chưa? Đấy. Nhưng bây giờ anh sẽ chỉ cho hai đứa một đứa một cái kỹ thuật. Làm thế nào ví dụ như kiểu bây giờ nhá. Bây giờ mình đang thiết kế một cái ảnh này, mình cho nó mang đi tầm này, xong bên dưới mình cho mang đi tầm này, thì có phải là cái ảnh nào, cái thằng nào mình phải cho nó một cái mang đi đúng không? Đúng không? Đấy, thì nó sẽ hơi thừa. Đấy, thế là bây giờ mình xóa mang đi thằng này đi. Thằng này chỉ đang 10 dp thôi. Đấy, tiếp đến nữa. Rồi, thì nhá, anh sẽ cho hai cái thằng này vào một cái layout có width và width là mắt talent, hơi là mắt talent này. Đấy. Xóa đi. Đấy. Ở đây sẽ dưới đây sẽ đóng thẻ dưới đây có nghĩa là hai thằng này. Bây giờ nhá, theo bọn em nhìn thấy này, đầu tiên là cái layout này có một cái image view ở đây. Tiếp đến nữa là sẽ có một cái relative out nó đè lên trên cái thằng image view này, đúng không? Đấy, bởi vì nó làm bây giờ anh xét cho cái background thằng FF 00 FF, đấy, nó sẽ bị mất luôn. Đúng chưa? Đây là hiện tại là image view đang nằm dưới cái thằng đeo tiếp layout này. Đó. Đấy, anh xóa cái background đi à. Và ở trong thằng này anh sẽ cho nó một cái thuộc tính, nó là thuộc tính passing right 10 dp. Đó. Nên như bọn bạn nhìn thấy có phải là nó đang rất tầm tầm đều đang cam đều cho anh sang cái thằng này không? Cam đều này không? Đấy. Thì nói qua một chút về cái thằng padding này nhá. Vâng. Nói qua một chút về thằng padding này. Thế giả thôi, nhưng giả như padding này rồi. Padding này giống bên padding bên HTML đúng không em? Đúng rồi, hai đứa đều học HTML rồi chứ. Vâng, bọn em học qua. Đấy. Thì ví dụ như kiểu, đây là ví dụ như kiểu thằng này nhá. Ví dụ thằng bỏ mẹ này. Mà anh xét cho nó một cái margin right ấy, nghĩa là sao? Là nó đang hôm nay là nó đang đây là ông con của nó, đây thằng con này, đấy thằng con đang bỏ thằng bố này, nên là con để thấy là con không muốn con để thấy con như kiểu ấy là như kiểu đây lúc này nhỉ, đây tìm bút bê, hai đứa đi tìm bút bê. Alo, hai đứa biết tìm tìm bút bê, tìm gì anh nhỉ, tìm bút bê. Biết phim này không? Quỳnh búp bê ạ. Quỳnh búp bê đấy, nhớ không? Đấy. Thì trong Quỳnh búp bê có Quỳnh và Dượng đúng không? Đấy. Đúng chưa? Đấy. Thì giờ đến công ai nhá. Đây là thằng đây có cái Quỳnh. Đấy. Thấy được chưa? Đấy. Còn đây là Dượng. À đây là cái căn phòng của Quỳnh và Dượng. Đấy. Và bây giờ Quỳnh có một cái thuộc tính nào? Thuộc tính là margin right. Đấy là tầm ảnh ạ. Thì hôm nay là Dượng là cha đúng không? Thì Quỳnh đang nói với cha là con không muốn dựa vào tường. Đấy, con đúng muốn dựa vào tường, con muốn cách tường một khoảng là gần này. Hiểu không? Có nghĩa là đây là cái khoảng cách. Đây là hôm nay nếu như bọn em dùng margin ấy, là thằng con tác động đến cha.
Anh hiểu không? Đấy. Còn ngược lại thôi, còn ngược lại nếu như mà em dùng thằng padding thì nó đang như kiểu là dựa trong một cái tư thế đại khái trong 69 tư thế chẳng hạn, thì là dựa muốn muốn quỳnh cách tường một cái khoảng A đấy chẳng hạn đấy, thì là thằng thì là nếu dùng padding ấy, thì nghĩa là thằng con thằng cha ấy, nó tác động vào thằng con đấy. Đó, hiểu 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 cái này chưa? Và nó không phải tác động vào một thằng con mà nó sẽ tác động đến tất cả các thằng con của nó, có hiểu không? Đây đây đơn giản nhé, ví dụ đây là Quỳnh, là đây Quỳnh muốn dựa, nếu như mà Quỳnh dùng margin đấy, Quỳnh mà dùng nếu như thằng con thôi thằng con đi, thằng con mà muốn dùng margin đấy, thằng con này muốn cách dựa một khoảng này, Phải rồi, phải chưa? nhưng mà thằng có một thằng con khác nó lại muốn cách là Vâng. cách dựa một khoảng khác là đấy, thì đấy là dùng thằng margin, nhưng Marine. mà thì là mỗi một thằng con một kiểu đấy. Nhưng còn nếu như mà một khi mà bọn nó dùng padding ấy, là mặc định là bọn con ấy là phải nghe theo thằng cha đấy, hiểu cái này chưa? Đấy thì đấy là thằng padding, thì bây giờ em cho padding ra 10 dB thì mặc định là cái bọn này đó phải mặc định thằng con của nó phải nghe theo đó đấy, nó sẽ cách về một khoảng là 10 dB đó. Sau đấy nhá, sau cái xong này, bây giờ hiện tại bây giờ là nó đang ở bên dưới rồi, nó đang ở bên dưới cản rồi, mà giờ anh muốn cho nó muốn đè lên trên đoạn này cơ, muốn đè trên đoạn này cơ, thì anh sẽ cho nó một cái thằng margin tốt là trừ 10 dB. À, nó nhìn thấy có phải nó đè lên trên này không, Vâng, dạ. đè lên trên này không? Thì để giải thích nó một chút nhá, để giải thích một chút này, giải thích một chút này, thì đây cái thuộc tính margin mà bọn nhìn thấy thường thì nó chỉ dương đúng không, thường nó chỉ dương thôi, nhưng mà nó sẽ có cả khi mà bọn em xét ấy, nếu như bọn em sẽ âm ấy, thì sẽ tính cái mốc của cái mốc có tính cái mốc mà bọn em căng, cái là cái mốc xuất phát của nó ấy, nó chính là cái đường trên này bọn nhìn thấy không đấy. Sau là margin tốt khoảng bao nhiêu âm bao nhiêu dB sẽ căng là gần đấy, nó sẽ nhưng mà hai đây là cái đường không à, còn thằng này là kiểu là về đi về từ 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 dưới từ từ cái điểm này xuống dưới là dương, còn từ điểm này lên trên là âm, hay hiểu chứ? Vâng. Nếu mà vậy thì mình có thể dùng đảo ngược bottom hoặc là top đều được đúng không anh? Đúng chính xác đấy, Vâng. hay hiểu phần này Vâng, em hiểu này. chưa? Đấy. Rồi nhá, sau đấy đến một chút nào, bây giờ đến một chút tiếp theo nữa là cái hình trái tim à, hình tim, hình tim, hình tim, tim, tim. Tim lo nghe lo qua đây ví dụ tim anh sẽ dùng cái quả tim này anh tải xuống đi, tải xuống trước đã, set đây, set rồi sẽ tốt rồi, ok rồi đây, đấy, ok rồi. Rồi, tiếp đến nữa là của tim này chắc chắn nó sẽ hiện ở dưới này đúng không? Đó, hiện dưới này. Nhưng bây giờ nhá, anh sẽ hướng dẫn hai người đó mà để nhìn nhìn qua thằng này một chút này. Nhìn qua thằng của mình một chút đã. Cho đi trên này. Phóng to một chút. Bây giờ thứ hai nữa để ý cho anh. Nếu như mà mình để ý hai, nếu như mình để ý kỹ, mình để ý kỹ hai thằng này, để ý kỹ hai, để ý kỹ này, thì có phải là nó đang chia cho mình làm ba cái khối? Bốn khối được quy định với nhau bởi thứ nhất một thằng để hiển thị chữ và một thằng để hiển thị tin đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ nếu nếu như mà dễ để dễ nhất ấy, thì mình sẽ gom cái bọn này thành gồm thành một khối đấy, gom lại cái đôi ra mình sẽ gom cái tách này và thằng này thành một khối và mình sẽ nhân bản nó lên, ok chưa? Hiểu hiểu phần này chưa? Dương Dương hiểu chưa? Ok.
ok đúng không? Đấy. Bây giờ nhá, mình vẫn bây giờ bài lần trước là dùng VLSI nên bài này chỉ dùng VLSI, không dùng cái layout khác, ok chưa? Đấy. Và bây giờ ở đây sẽ tạo ra một cái VLSI layout. Nó có quýt ở đây sẽ cho nó quýt lên xem ở đây trên cho nó khoảng tầm khoảng cái 40 dB thì ông này cũng thằng này cho tầm 50 dB đi. 50 dB. Đấy. Thay sẽ để cho nó là 70 dB. Rồi. Ở trong này, ở trên này anh sẽ thiết kế ở trên này trước nhá. Thì thiết kế nhìn mới nhìn ở trên này trước nhá, sau một tí mình cho mình sẽ dùng các thuộc tính mình cho xuống dưới sau nhá, được chưa? Thiết kế trên này nhìn ok chưa đã? Đầu tiên nhá, anh cũng copy thằng của mình, copy cái này, copy mảnh này, paste dưới này. Đấy. Anh xóa cái gì đó đi. Đấy, xóa gì đó đi. Width anh sẽ cho là max element. Đấy. Anh xóa hai thuộc tính đi của nó, đấy, ta là đây. Đấy, ba cái thì ảnh của anh này không phải nhà nữa mà anh sẽ cho nó thành ảnh kim. Đó, không phải sân trò ăn cờ gốc nữa mà anh sẽ để cho nó là sân trò in pattern để cho nó có đúng với cái kích thước mà anh mong muốn. Được chưa? Ok chưa? Nó sẽ được như này rồi đúng không? Đó, chiều cao mình vẫn để như vậy luôn rồi. Hả? Đấy là chiều cao mình vẫn để 40 dB. Mình sẽ để 40 dB. Mình sẽ để 40 dB. Đấy. À, lưu ý cho bọn em một chút nha, lưu ý bọn em một chút này. Đấy. Cái thằng Imagine nữa, khi mà bọn em để thằng Center Impedance đây được chưa? Đấy. Mà bọn em xét, ví dụ ở đây xét cho nó hơi thành 1000. Đây 100 này, ví dụ 100 này. Đây 100 này, thằng này sẽ xét cho nó thành thằng này sửa một chút thành Mark Edit này. 100 này. Đấy. Hay xong hơi em để là 200 này. Các nhìn thấy hình nó có bị méo không? Có anh. Không. Nó bị thừa kích thước. Đúng rồi, nó bị không ý anh là cái tim ấy, bên trong tim bên trong. Tim bên trong nó không hề thay đổi. Đấy, có hiểu không? Bởi vì cái thằng sensor như thế này này, nó sẽ lúc nào nó vẫn phóng to cho em nhưng nó ưu tiên là ưu tiên cái width. Ưu tiên cái chiều ngang trước. Em hiểu không? Alo. Alo. Hiểu chỗ hồi nãy không ai hay như hai đứa chưa hiểu ai đúng không? Đây nhá, đơn giản như này nhá, tại sang center impedance này đây anh sẽ tải cái thằng hớt này lên đấy nhá. Thì ví dụ như kiểu nếu như em để nếu như để bình thường ấy, mà phóng to ấy, thì nó sẽ lâu năm là nếu như để phóng to theo đúng cái kích thước này ấy, đúng cái kích thước này là có thể là cái width của anh sẽ là 50 và cái đây sẽ là 100 đúng không? Đúng chưa? Vâng ạ. Đấy thì nó sẽ bị như thế này. Đấy, coi sẽ bị méo không? Hiểu không? Hai đứa hiểu không? Đấy, nó sẽ méo rồi. Đấy, nên nếu như mà dùng cái thằng sensor Intelligence đấy thì đảm bảo anh khẳng định 100% sẽ không bao giờ bị méo. Đó. Ok chưa? Vâng, ok ạ. Đấy. Bây giờ đang sửa lại thằng này nhá, thành 40 này. Thằng này sẽ sửa nó thành 70 đi. Rồi, tiếp theo nữa đến cái thuộc tính thứ hai, đến cái thằng thứ hai, đến thằng hai có phải là thằng text không? Có quả là một cái thằng để hiển thị chữ không? Yeah. Hai đứa là trình web rồi đúng không? Vâng. Có. Đấy. Thì cái thằng này mà nó như kiểu cái thằng một cái thằng thẻ thẻ đi thôi, thành một cái thẻ đi thôi. Thì ở trong thằng Android ấy, để hiển thị text thì bọn em sẽ sử dụng cái thằng text view. Đó. Text view. Đấy thì thằng text view nhá. Mình biết anh sẽ để cho nó mắc cái đình. Hay anh sẽ để cho nó là 30 dB. Tại sao để anh sẽ để cho nó 30 dB? Thì mọi anh nhìn thấy không? Cái hình của mình ở đây. Cái layout chính của mình đây đã cái hình của nó là 70 rồi đúng không? Đúng chưa? Và cái là hả? À mình chia ra. Đúng rồi, chia là chính xác, chia là và ở anh sẽ set text cho nó. Set text cho nó không thuộc tính text để là set text hiển thị hết đó hả? Đấy, ví dụ anh để đây là ví dụ em này tin em này tâm hồn to hẳn hẳn 7.000k 7.000k. Mình có nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy gì đúng không? Không nhìn thấy gì anh ạ. Đấy, thì bây giờ anh sẽ set tiếp cho nó là thứ nhất là text color là để quy định màu chữ. Đó, đúng không? Text color thì màu chữ rồi.
đấy thì màu chữ ấy nó cũng giống như cái nó sẽ là quy định bởi mã màu hex. Bởi đây đến mã màu hex không? Hay đến mã màu hex chứ? Bao lấy này, thang này, F, F, F này, F, F, F này. Đó. Chính xác, đó. Thành tính hết nhỉ. Thế bây giờ anh muốn cho nó xuống bên dưới này thì kia. Đó, thì anh sẽ cho nó thuộc tính là bottom. Bottom bottom bằng true. Có phải nó sẽ xuống bên dưới này không? Đúng chưa? Một cơm cơm nhỏ. Có ạ. Rồi đấy. Tiếp đến nữa nhé, tiếp đến nữa này, anh sẽ cho nó một cái thuộc tính nữa là để quyền cỡ chữ cho này ấy. Mình sẽ sử dụng thằng text size. Đó, text size, text size thì anh sẽ để cho nó à, nó là chú một thằng text size. Text size ở trong thằng lập trình của trong thằng Android như là nhìn thấy các kích thước ở trong này nhá. Hiện tại anh đang đều tính bằng ET đúng không? ET, anh nhìn thấy ET, mang text bằng ET, nhưng thằng text size thường trong Android nó sẽ được tính bằng FT. Đấy, bọn em gõ số là sẽ ra hiển thị ra cho em thằng FT. Đó, thằng FT cũng là ở trong không sai, ở trong thằng khác, ở lập trình khác thì nó là không sai của nó sẽ được tính bằng đơn vị là pixel đúng không? Đấy, nó tính pixel, còn này thì nó sẽ được tính bằng FT. Thì cái cỡ chữ đó, nếu mà khi nói như là mát mà, thì cái cỡ chữ mà nó là cỡ chữ nhỏ nhất mà người dùng có thể nhìn thấy. Cỡ chữ người dùng có thể nhìn thấy thì đó là 6 pixel, 6 FP. Đấy, còn cái chữ lớn nhất mà người ta tin dùng luôn. Chứ bởi vì là không có cái chữ lớn nhất là bởi vì ở đây nó sẽ cho là 40 FP cũng được. Thì có những cái con người dùng nhìn càng rõ hơn. Đấy, nhưng mà cỡ chữ trong Android thì được quy định. Có nghĩa là cái là quy định ngầm của nghiên cứu. Có nghĩa anh là trình nhiều ấy, nên anh thấy anh để ý là sẽ được nó mà sẽ trình là từ 6 cho đến khoảng tầm 16 FP. Đúng không? Đấy là cái khoảng cỡ chữ mà người dùng có thể nhìn thấy và cái nó phù hợp nhất với app của em. Ok chưa? Thì anh sẽ để cho nó, anh sẽ để cho thì 12 FP. Ở 12 FP. Và ở đây anh sẽ cho nó một cái thuộc tính nữa là cái thuộc tính text style. Đấy, text style là kiểu style kiểu cỡ chữ ấy, có thể là đọc là nghiêng này hay là bình thường này. À, mấy cái này bọn em hiểu không? Mấy cái này trong Word có. Dạ. Anh để cho nó bao lần nè. Và tiếp đến là cái graffiti. Nó xem cho. Ở bài trước thì anh có bảo là cái thằng graffiti là nó chỉ sử dụng cho được cái thằng layer layout và nó sẽ không được sử dụng cho những thằng khác đúng không? Thì bây giờ mới giới thiệu cho cái thằng đối với cái người tại sao có graffiti này. Thì cái graffiti nó là cái thuộc tính của thằng cha. Cho được chưa? Alo alo alo. Thì cái thuộc tính graffiti thì nó sẽ được quy định và logo nó sẽ được quy định biết cái vị trí của thằng con, vị trí của thằng con nhưng mà được xác định bởi thằng cha đúng không? Nhớ không? Dương giống kiểu phong tục các cụ hồi xưa ấy, kiểu bố mẹ là đâu con người đấy ấy. Đấy chính xác kiểu đấy thì graffiti nó là tên của thằng cha cho thằng con. Thì trong cái thằng tech view ấy, trong cái tech view ấy thì cái thằng con của tech view nó được xác định là cái thằng tech này. Đó, có hiểu không? Dạ. Thì nếu như ở đây nhá, mà anh cho nó thành button thì sao? Có anh nhìn thấy không? Có nó xuống tít bên dưới không? Vâng. Đấy, cho nó thành right. Thì nó sẽ căng hết sang bên phải cho với em đúng chưa? Đấy. Dạ. Thì cái thằng graffiti nhá, lúc nào nó đơn giản này không? Lúc nào cái graffiti thì nó có một cái đặc biệt một chút là như kiểu cái thằng kia em nhá, ví dụ thằng kia em này mà anh muốn căn vào giữa ở bên tay phải
thì như hai như Cường xem video hay như Dương anh chị ấy, còn mình sẽ phải dùng đến hai cái thuộc tính này đúng chưa, hai thuộc tính này. Còn ông GPT nó được một cái lợi thế như này, bây giờ ví dụ cái chữ của anh đi đó, cái chữ của anh bây giờ nó anh cũng muốn ví dụ anh muốn là căn sang bên phải như ở giữa thì phải làm như thế nào đúng không, thì căn phải xong ở giữa nó giống kiểu thằng này, thì thằng này ví dụ cái chữ nó phải ở cái tầm tầm này hay đúng không? Dạ. Đấy. Dạ. Thì cái còn cái gì ấy, nó cung cấp để cái là một cái là khá là hữu dụng. Có nghĩa là bây giờ ví dụ anh đầu tiên anh muốn phải muốn nó cái căn bên phải và muốn ra giữa thì anh chỉ cần thêm cho nó một cái dấu vậy thôi. Có biết cái dấu này không? Cái dấu dọc này. Đấy. Sau đấy xong nhá, thêm dấu dọc. Của anh gọi cho anh một căn chung cách và chọn thêm cái thuộc tính thứ hai cho nó. Đó. Có phải là nó sẽ căn nó phải sang bên này cho anh nữa. Đấy là cái lợi thế thì nó không phải tốn hai cái dòng code này. Đấy, đấy là cái thuộc tính, đấy là cái lợi của người IPT. Đúng chưa? Hoặc thậm chí nhá, đây là thậm chí có một kết hợp ba thuộc tính với nhau cũng được. Em hiểu không? Đấy. Nhưng hôm nay là cái nếu như mà kết hợp ba thuộc tính với nhau, ví dụ ở đây anh cho center nhá. Tiếp tục nữa. Copy. Đấy, thì hôm nay là cái nếu từ hai cái thuộc tính trở lên là mình đã xác định được vị trí của nó rồi đúng không? Đúng chưa? Đấy, nhưng còn nếu như bắt đầu ba thuộc tính trở lên ấy, thì sẽ bắt đầu nó như kiểu nó bị nó mang đến ví dụ như kiểu Cường bây giờ là Cường bây giờ 99 đúng không? 99 đúng chưa? Bây giờ nhá, anh thấy em thôi, để thấy em mà đi làm một hai lần sẽ rơi cái tình thế như kiểu của anh này. Đấy, ví dụ như kiểu ví dụ mẹ em này, sẽ hướng em sao mà này, mẹ thấy cái con bé học cùng bạn, học cùng con của ba ấy, nó cũng được đấy. Đấy, con tám đi, đấy, mẹ hướng em ra đấy đấy. Xong rồi bố em này, không. Tao tao thấy mày thích học với con bé mà cái là mày hay chơi chung hơn. Đấy, kiểu kiểu đấy, đúng không? Đấy, xong thì xong rồi ba em đã xếp tham nào không, mày phải lấy thằng xóm như này đấy, kiểu thì bắt đầu từ kiểu ba người, bắt đầu từ ba cái thuộc tính trở lên thì sẽ bị loạn và đánh nhau, em hiểu không? Nên là chỉ cần hai thuộc tính là đủ rồi nhá. Ok, còn đây sẽ cho là center đó, ok chưa? Quay trở lại sau tiếp đến một chút này, tiếp đến một chút này thì cái thuộc tính này nhá, thì bây giờ cái ảnh lên của cái thằng ảnh lên cái bé hiện tại đang màu đen đúng không, có em nhìn màu đen không? Đấy, nhưng mà cái rõ ràng thằng của mẹ trên này nó màu trắng đúng chưa, thì bây giờ mình sẽ khắc phục như nào? Thứ nhất nhá, là bọn em có thể lên trên này, bọn em tải cho anh một cái hình màu trắng về đúng chưa, và xét cho nó, nhưng trong Android nó hỗ trợ của em rất nhiều, nó hỗ trợ của em rất nhiều, bọn em có thể biến ra là thằng Aroskimo giúp bọn em làm như kiểu làm trở thành thân công báo hay làm thành một cái thằng bò mẹo đấy, có thể tổ trắng tay em tùy ý của em đấy. Thì anh sẽ cho thằng em biết một cái thuộc tính là một cái team, có nhìn rõ cái thằng team không? Team đấy, và anh cho nó mã màu là mã màu trắng. Có phải là nó đã biến hết cái màu đen của anh thở về thành màu trắng rồi đúng chưa? Anh cái mã màu này là mình ấn sang cái phần bên phải bên trái này của nó là mình thay đổi mã màu đúng không anh? Đúng không? Có nghĩa ví dụ ở đây anh cũng màu trắng anh cho màu tím đó, đấy có thể trở thành màu tím không? Đấy thì cái thằng tin này nếu mà mình không thuộc mã màu ấy thì mình làm theo cách như vậy đúng không anh? Chọn sai đấy. Nếu mà không có mã màu thì làm cái kiểu đấy thì cũng được, làm cái kiểu đấy thì cũng được, nhưng mà anh khuyên thật là đừng làm cái kiểu đấy. Bởi vì sao? Nó đơn giản như này. Android đi. Xem vào đấy. Give me phone đi. Air phone. Đấy. Đơn giản nhá. Bây giờ cũng như bây giờ này. Ví dụ như của bạn kia em đi cốt chẳng hạn, nó bảo em là bảo bây giờ đâu để xem nào, có cái tem mới là gì, cái tem không nhỉ, cháo cái tem mới là gì nhỉ, ví dụ như là cái này đi đấy,
bây giờ có một cái ảnh như này chưa, có được ảnh như này đúng chưa, mà bây giờ nhé, cái công việc nữa, mà cái công việc ấy, bây giờ ví dụ ngồi anh ngồi anh có thể chỉnh theo làm gì của anh có chỉnh được cái mã màu nó giống hết cái thằng của mẹ kia, anh hiểu 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 ý anh không, hiểu hiểu ý anh không, bây giờ ví dụ đấy, cái nó cực kỳ khó, nó cực kỳ khó ấy. Nên là ví dụ mà kia bọn em đi làm công ty ấy, nó là cái phần mã màu bọn em không phải lo, không phải lo, trừ khi làm công ty nào nó đại khái là nó còn bé rồi, chứ còn những cái công ty to nó sẽ phải có những cái hàng nó kiểu nó tì ra thiết kế riêng cho bọn cho em ấy, hiểu không, tì ra riêng cái riêng, cũng như mày chỉ cần nhìn vào đây mày cốt cho tao thôi, hiểu không đấy, hoặc là bọn em có thể sử dụng một cái công cụ anh sử dụng, nó chính là thằng đây và là sticker, và nó có chữ có cái lên mạng gõ đầu coi là sticker on Windows đấy, có tải về vào ngay cái trang đầu tiên tải về không có gì cả, thì đại khái có nhiều công cụ nhiều tool thì mà anh thấy dùng tool này cũng được, thì cũng như cái tool này ở đây nó sẽ cho phép em lấy mã màu trên bất kỳ cái hình cái màn nào trên Windows này, em chỉ kéo đây đấy là em sẽ có cái mã màu mà em muốn, thấy không? Đấy thì đấy là cái cách mai kia mà em có thể gặp một hai trường hợp đấy. Rồi thì bây giờ quay lại anh sẽ giải thích cái thuộc tính của thằng ti này, tại sao nó như thế này, tại sao chuyển nó màu trắng thì là cái trái tim của anh màu trắng. Rồi em để ý một chút này, cái hình của mình ở đây đang là hớt, ở đây là hớt, đây là tinh trạng của nó PLG. PLG là ảnh trong đó, đúng không? Ảnh trong là ảnh có cái là background trong đó. Đấy. Thì cái thằng tin này, cái thuộc tính tin của nó chỉ cần, đại khái là chỉ cần khi mà em xét cho thằng tin này, thì chỉ cần trên cái hình của em cái thằng nào ấy, mà không phải cái mã màu trong này, không phải cái ảnh trong này, đúng không? Thì nó sẽ biến ngay lập tức, nó sẽ sửa, chỉ cần không phải là màu trong thì nó sẽ sửa thành cái màu mà thằng mà em xét ở đây, ok chưa? Hiểu ý anh không? Đấy, ví dụ như kiểu ở trong này cái màu cộng, cái hình dấu cộng của anh đây mà anh cho nó một cái tí thi chẳng hạn, thằng FFF hay đây cho nó mã màu khác nhìn cho rõ, không FFF. Thì rõ ràng cái hình dấu cộng của anh đây nó có hai mã màu, một là cái thằng dấu cộng, hai là cái thằng màu xanh, đúng không? Nhưng mà khi mà anh nhìn thấy nó đã, anh mà xét thi cho nó sẽ biến hết, nó không quan tâm là cái mã màu nào, mã màu nào, nó chỉ cần biết là không phải ảnh, không phải là cái mã màu trong suốt, thì nó ngay tức là sẽ biến về cái mã màu cho của thi này kia, đúng không? Được rồi. Đấy, đơn giản như kiểu cái em tâm hồn đẹp mà anh cũng cho em lên thi này đó, khoảng có thấy không? Mới thấy không? Đấy, thì đấy là cách hoạt động của thằng thi. Thì bây giờ xong nhá, bây giờ anh đã có cái thằng này rồi, đúng không? Đã có cái thằng này rồi. Thì bây giờ công việc của anh là anh sẽ phải làm thế nào cho nó xuống dưới này. Thì đơn giản thôi, anh sẽ dùng và anh sẽ đặt ID cho cái thằng ở lớp này trước. Anh sẽ đặt ở đây là ID khi mà có đã chỉ. Và ở đây anh sẽ cho thằng này nó như nào, khi mà gặp ở lớp, và thêm một thuộc tính nữa là thuộc tính tam đường dài, anh ơi tam đường dài online của anh rồi đây ở chung đấy, nhìn nó bị hơi méo rồi đấy, nên là anh sửa lại thằng này thành 40 pi rồi đấy, để cho can nhí này cho đẹp, và anh cho thêm một thuộc tính nữa, thuộc tính mang đi tốt, nó là 10 pi để cho căng cái lè lên trên cho anh, ok chưa? Hiểu hiểu cái này chưa? Được. Ủa, tại sai to này, coi cho nó thành 10 ft đấy. Rồi bây giờ chạy lên, cứ để cho chạy đi. Sau khi đấy xong nhá, công việc bây giờ công việc đơn giản vãi chưởng luôn. Sau khi bọn em đã tạo khối xong, bây giờ mình cần hai khối nữa, đúng không? Mình cần hai khối nữa là cái khối bình luận này, và cái khối chia sẻ. Thì đầu tiên là nói anh cũng sẽ đi tìm một cái thằng xe, một cái xe nào đấy, đúng không, chính xác.
một cái thằng đầu tiên thì là xe chứ tải về, anh tải về 128 Excel đi. Sếp chưa đã, đấy. Tiếp đến nữa là ông comment. Comment. Comment đấy, comment đây. Ai sẽ lấy cái hình này. Cũng 128 Excel. Hai đứa cũng như là trên TikTok không? Có ạ, thi thoảng xem. Ông chơi 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 quay video ấy. Chơi chơi là kiểu quay video xong đăng 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 À, lên đấy. không 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 chơi, Đó, mỗi không chơi cái chuyện đấy thì không chơi. nếu thấy nhìn đây, có đây nhìn được, có nhìn được, có phải là nó ok chưa? Nhìn nó ok hơn không? Được. Đấy nhá, sau đấy xong rồi. Nếu như mà sau đấy xong rồi, anh sẽ copy cái thằng này và kết xuống dưới lại. Kết xuống dưới hiện tại thì là cái nó sẽ bị đè nhau, được chưa? Anh sẽ sửa một chút này. Đầu tiên anh sẽ gán ID cho cái thằng của bé trước. ID lớp đi, anh sẽ đặt ID ở lớp vào bé. Và cái thằng cả cái get tiếp theo anh vừa copy ấy, anh sẽ cho nó be rao ID ở vào bé. Đó, phải nó xuống dưới cho anh không? Được chưa? Đấy, và anh chỉ sửa một mẹo thôi. Bây giờ ví dụ như kiểu lượt lượt comment này, comment thằng này khoảng tầm 1.000 đây tầm này 1.200 để hai tầm này nó cũng nhiều nhiều đấy, tầm này nó chỉ như kiểu thuộc mà trên TikTok là anh đoán thuộc cái dạng kiểu là tâm hồn đẹp thì mới được lần này, chứ còn tâm hồn xấu được lần này đâu. Đấy, giờ đây anh sẽ sửa thằng này thành comment đó, ok chưa? Đấy, xong lại copy tiếp cái thằng này đấy xuống phía dưới. Và tiếp theo là đặt ID cho cái thằng bên trên. ID comment đấy, và bên dưới nữa thằng này đi lao comment. Và cái lượt xe mình thử sửa lại lượt xe một tầm 600, một tầm 600 thôi, cho cao 600 lượt xe hơn đấy. Đấy, còn ảnh xe đó, chậm chút. Chạy một chút. Rồi xem nó được cái gì rồi. Đấy, sẽ được như này, ok chưa? Đấy. Lúc nào cái hình mình làm nó hơi bé, hơi bé so với quy định, nên là nó sẽ không được về khít như cái hình này, ok chưa? Đấy. Bây giờ tiếp theo đến phần tiếp theo này là anh sẽ muốn nó hiển thị. Thứ nhất, đầu tiên là mình đã xong cái phần hình ảnh rồi, và ở đây sẽ hiển thị như kiểu là đưa ra là cái đầu tiên luôn, là đó là cái tên của cái người, tên của cái thằng mà nó làm ra cái thằng làm ra cái ảnh đi, thằng làm ra cái ảnh đấy. Và tiếp đến nữa là cái phần comment, được chưa? À, là cái phần nó là cái bè. phần tiêu đề đấy. Chính xác. Thì như Facebook là nó là một cái Facebook, cái phần đấy nó gọi là cái status ấy. Rồi đấy, thì đơn giản nhé. Bây giờ anh hướng dẫn tiếp, còn em copy dần này, copy cái công ty kết xong sửa thôi, để cái easy game á, không vấn đề gì đâu đấy. Được. Còn em ra ngoài cái layout rồi nhá, ra ngoài cái layout tiếp theo nhá, và paste đây. Đấy, paste đây, anh sẽ tăng cỡ chữ lên thành 12 pixel đấy. Graffiti anh sẽ cho nó là center, nhưng mà center vertical vertical đấy. Mất rồi, không phải mất đâu, nó đang bị trùng với cái ảnh ấy đấy, đang chung với cảnh ấy, chỉ cần đổi một chữ đi một kẹo là mà. Đây nên đổi một chữ trước này để chị nhìn rõ chứ ạ. Đấy, màu đen này, nó cái bé ở đây này. Đấy, thì nó nằm bên dưới thì đúng rồi, bên dưới thì đúng rồi, không có gì gì, nhưng ở đây anh sẽ cho nó thêm một cái thằng nữa là cái thằng margin bottom, anh cho nó tầm 120 dp. Ở 120 dp hơi to rồi, 100 thôi. Đấy, 100 dp. Đấy, tiếp theo nữa, cái text color anh cho reset này màu trắng. Cỡ chữ anh cho lớn hơn một tẹo là cỡ chữ 14 HT.
Và vừa đấy nhá, vừa đấy ở đây em cô hướng dẫn bọn em là thêm cái thằng này có một cái tag là 10 IP đúng không? Để cho căn các cái item ở bên về bên này bên phải đúng không? Thì bên dưới làm thôi, anh sẽ cho nó thêm một cái thằng tag nhé, là 10 IP đó. Đó. Thì sẽ có phải nó căn được cái thằng bên những cái item của thằng của anh về bên trái không? Đúng chưa? Vâng. Đấy, ví dụ như kiểu bây giờ bạn sửa thêm cái tag này anh. Em này tên là gì nhỉ? Còn mẹ anh chẳng biết em tên này, em phải tên là gì nữa. Đào con dạo lỗi lỗi nhỉ? Đây là Hoàng Ngân đi anh. Hoàng Ngân hả? Hoàng Ngân là em đào đấy. Em vừa vậy. Hoàng Ngân, ô có Hoàng Ngân này. Hoàng Ngân nào, anh còn chưa biết Hoàng Ngân này em đào. Không 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 không. Tên bạn thôi anh ạ. À thế ạ. Hoàng Ngân của tôi thì Hoàng Ngân. Hoàng Ngân. Bạn gái em à? Bạn gái em à? Bạn gái em à? Vâng. Ồ, em xin lỗi người em bảo chứ bạn gái này không? Ông bạn bạn thôi anh ạ. Cấn sò. Cấn. Cấn rất rồi. Cấn. Đúng rồi, chính xác anh ạ. Ui, ui, trên. Trên anh còn đếch có cờ. Nhưng mà mình có đây chết luôn. Anh để là 16 đi đi. Đấy, anh sẽ xóa cái style của anh không cho nó qua lần. Nó cứ để nó qua lần đi. Đấy, Hoàng Ngân. Cái con rút sò của em tâm hồn có đẹp như này cần được như vậy anh không? Chết ơi, chết không có ý gì hết đấy. Ủa, sao phải bảo ai. Đấy. Rồi, ok, tiếp theo đến nữa là anh sẽ copy được cái gì này. Anh kê xuống dưới này. Đó, thì hiện tại hai đứa Hoàng Ngân đang trùng với nhau. Anh sẽ xóa cái bot từ thằng của thằng này đi, cũng xóa cái ma đi của thằng đi. Anh gắn ID cho thằng này. Này DXB Ngân đúng không? Em tên Ngân đúng không? Con gái tên Ngân chắc xinh lắm. Đấy, vào đây sẽ cho Bilao cái em cái Hoàng Ngân đó. Ôi chết rồi, tại sao Bina Hoàng Ngân lại thế này? Ôi Bina Hoàng Ngân sao? Bina Hoàng Ngân sao? Em Hoàng Ngân lại ở dưới này nhỉ? Why? Why? Anh có biết tại sao không? Tại sao anh? Anh đang làm cái phần comment đấy, à cái phần support ấy. Đó thì tại sao cái phần support của anh bây giờ có đang có nhìn thấy không, đang căng lên dưới này, bởi vì ấy là cái bởi vì là cái Hoàng Ngân của anh, cái Hoàng Ngân của anh nó đang mang cái bot từ 100 IP. Nghĩa là sao? Nghĩa là mặc định nhá, mặc định là cái là những cái thằng tech view ở đằng bên dưới nó sẽ phải cách nó 100 IP. Đấy, nhỏ đó, bởi vì nó có thằng của mẹ mà. Chứ là ví dụ nên là anh sẽ không 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 xóa được, anh cho thêm thằng này cho, bởi vì lúc ra là cái thằng tích như là nó muốn có khoảng cách với thằng này là 100 pixel, thì ở đây lúc ra là như kiểu là anh cho nó thành âm 100 pixel. Âm 100 pixel cũng không được à? Bởi sao? Bởi vì là pin phải là mang cái tốt, mình tốt đấy thì sẽ được. Hiểu đó, hai đứa hiểu bằng này không? Đấy, hiểu chứ, hiểu chứ. Vâng ạ. Cơ hiểu bằng này không? Vâng ạ, em hiểu rồi. Tôi ra ví dụ như kiểu là nhân nó muốn em cách nó khoảng tầm 1.000 bước nào đấy, nhưng em lại bước âm 100 bước về phía nó đấy, thì phải hai đứa lại sát xỉn nhau không đấy, kiểu kiểu. Đấy, ví dụ đây tôi giảm tấm hồn đẹp đứng trên tấm hồn đẹp trên ai sẽ biết theo kiểu này. Cái là tiếng Anh anh không giỏi lắm, tiếng Anh đọc thì anh có thể biết được, chứ còn viết thì anh hơi khó hơi khoai đấy. Tâm hồn tuổi trăng rằm
làm ở thêm một cái nữa, tâm hồn đang của chăm làm. Con của chăm làm. Anh nào một tiếng làm với em to cái này em bị ở mất cái anh ơi, chắc đúng to độ width width ở độ rồi gì nhỉ, hè chiều cao tăng lên đúng rồi, mình không phải cho tăng lên đâu, mình sẽ sửa thành quá cơm thèm đó thì nó sẽ ôm cái hàng chữ của mình đúng chưa. Đấy tôi muốn nó kiểu xong ra anh nào một tiếng làm với em đấy, một tiếng này, một tiếng này là ở đây có ở đây hai đứa cũng làm một tiếng không đấy, nói cho tao một chút về cái thằng sụt lờ nhá, để thấy là trong thằng Android muốn xuống nào ấy, cái chỗ của bọn em muốn xuống nào ấy thì bọn em chỉ cần cộng thêm cho cái sụt lờ đấy, còn ở trên ở trong ở còn trên 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 web thì đó là cái thằng VR ấy, bọn em biết thằng VR không? Đấy chính xác đấy, đã xong rồi đúng không? Đấy, xong rồi đấy, đơn giản thế thôi. Tiếp đến nữa thì là để xem nào, xem nào còn thằng nào nữa. Thế là mình đã đi xong được, đầu tiên là phần này là để cái mình sẽ không làm giống hệt thằng thằng mình không dọc làm giống hệt thằng TikTok, và đến phần cuối sẽ là cái thằng này thì còn thì cái cần anh con ok ok cái phần này anh sẽ Luna sẽ sang bài mới của chị một tẹo nhá. Là bây giờ cái này là à? Hả? Cái này là dùng một layout mới đúng không anh? Cái đúng layout rồi. Này, cái layout để nằm để cho icon nó nằm ngang hết. Chính xác. Thì anh sẽ hướng dẫn hai đứa làm nào cho căng cái thằng layout đấy nó đẹp nhất có thể, ok chưa? Ok. Thì nhá, bây giờ nhá. Tổng quan này là mình đã có hai cái thằng layout, vừa mình đã có một cái image view, một cái layout chứa thằng của này và một cái và tiếp đến nữa là sẽ hướng dẫn hai đứa một cái loại layout nữa sang bài mới một chút là cái thằng live layout, ok chưa? Đấy live layout anh sẽ cho thằng này width của nó sẽ là button hay anh cho nó là 60 dp, đó 60 dp đấm thế ạ. Anh sẽ cho một cái thằng background nó là một cái à chết một cái quên đấy, một cái là mã màu là thang 000 đấy, và bây giờ muốn cho nó xuống trên giấy quần thì có thể mình sẽ dùng cái thuộc tính là thuộc tính button đấy, em tìm ra mình có thể chính xác đấy, ai nhớ nhớ đều nhớ nhớ bài hết đấy đấy, nó làm tiếng ôi 60 dB to hay thôi 50 dB 50 rồi đấy, ok chưa? Đấy hiện tại thì cái layout của anh đang làm dưới này đúng chưa? Và bây giờ nhé, và bây giờ anh sẽ sử dụng, bây giờ để anh sẽ sử dụng ba cái con này, ví dụ anh sử dụng ba cái con mà kia mình sẽ phải làm khác đi được chưa, ba cái ảnh này đấy. Thì bây giờ nhá, ở đây trong cái thuộc tính layout một chút này, tôi mới sẽ nói về layout một chút. Thì như mọi em biết ấy, thì cái thằng nếu như mà mình dùng cái thằng layout ấy thì các cái item của mình có phải là nó sẽ làm chồng chéo với nhau đúng không? Đúng chưa? Chồng chéo nhau kiểu như này à? Đấy, anh trên em dưới à? Đấy, đúng không? Đúng rồi, anh trên em dưới à? Đấy. Thì còn cái thằng IDL á, thì nó được, nó vào sẽ được hiện, nó được có khác một chút là các cái item của nó sẽ được bắt buộc, mà nó sẽ phải sắp xếp theo một cái thứ tự nhất định, là một là từ trên xuống dưới, đấy, từ trên dưới. Hai nữa là từ trái qua phải đấy, từ trái qua phải đấy. Lúc nào hồi xưa anh nhớ hồi xưa thầy anh dạy anh ấy, hay trêu kiểu như này, lúc nào là lên tiếp theo ở trong nhà nghỉ, còn là lên theo là trong karaoke, có hiểu không? Được không? Lúc nào như này, ví dụ như là trong nhà nghỉ, ví dụ như cường đi, cường là một bad boy đấy, cường ở trong nhà nghỉ thì ở trong nhà nghỉ chỉ có hai đứa thôi đấy, thì chắc chắn sẽ có một đứa trên và một đứa dưới đúng không? Đấy, một đứa trên một đứa dưới, nhưng mà còn dương dương
Dương lại là Dương thì là một cái lâu nay một cái đại gia phố núi đấy. Dương là phố núi, nhưng mà Dương là thích ăn dọc, Dương lại không thích kiểu trong nhà nghỉ không an toàn đấy. Nhưng mà Dương quyết định là Dương sẽ đi karaoke đấy. Thì karaoke thì là karaoke thì đơn giản, đi karaoke thường nếu mà hàng quá thì là thường sẽ có bay đi đấy. Nhưng mà Dương sẽ như kiểu là mỗi ngày một bên đấy.
thì bây giờ anh sẽ giải thích một chút về cái thằng quét này nhá. Cái quét này tại sao thằng quét này bằng một các anh đều nhau. Trong lớn như bọn em sử dụng radio, được chưa? Là như nào? Và cái bit này của em mà để là mà cách sắp xếp đầu tiên là cách sắp xếp này. Anh đang để là horizontal đúng không? Là cách sắp xếp các item từ trái qua bên, từ trái qua phải, đúng không? Bit thằng này thằng đang là một pixel. Thì nghĩa là sao? Nếu như mà anh để một pixel mặc định ban đầu ấy, anh xóa đi, anh xóa gốc thằng này quét đi, thì nghĩa là sao? Thì các item nó bị như kiểu là nếu như một IP ấy, một IP bọn em có thể nhìn thấy không? Không thể nhìn thấy luôn. Thì nó sẽ xếp các item mà có không thể nhìn thấy về một cái loại kiểu, một cái dạng mà bọn em thuộc cái dạng như kiểu là vô hình ấy. Anh gọi là vô hình. Và những cái thằng nào ấy mà được thêm cái thuộc tính mà vô hình này, mà được thêm cái thuộc tính web này, thì lúc ra là nó giống như kiểu ông cái thằng Alibaba này là một cái mảnh đất chẳng hạn đấy. Còn đây là những thằng con của nó, thì thường như kiểu bọn em hay xem phim đấy, hay xem phim ấy thì có phải là như kiểu ông nào một đại gia hết xù đấy, đến lúc phân chia tài sản đấy thì tự nhiên lòi được mẹ đâu một hai đứa con riêng nhận cái phần tài sản lớn nhất, đúng không? Đúng không? Thì ví dụ như kiểu trong phim ấy, ông ví dụ trong phim mà có một ông có một miếng đất tầm 30 tầm 50 hectare đấy, thì đến thì ông có 5 đứa con đấy, thì 5 đứa con thì dí ở ngoài bỏ nhà 50 hectare kiểu đéo mỗi đứa một phần 10 hectare đấy. Nhưng mà tự nhiên đến lúc biết đến chút thì tự nhiên lòi ra đâu một cái đứa con riêng không biết giờ nó hướng đâu lòi ra, nó chiếm bố chọn là 10 hectare luôn đấy. Bố chọn là 10 hectare thì cái thằng EFV rồi, cái thằng web này nó cũng tương tự vậy, hiểu không? Bây giờ mình copy ra nhiều cái image view khác thì nó cũng tự cân đều như hai cái này đúng không anh? Chính xác đấy. Dương hiểu rồi không? Thôi hiểu rồi. Đấy là cái cơ bản nhá. Bây giờ cơ bản một chút, bây giờ lên cao hơn một chút này. Nếu như cái web này để là ba thì sao? Và có nhìn thấy là cái ông này đang bị lép đấy không? Do là cái độ dài của nó không đủ chứa. Chứ nếu độ dài đủ chứa thì nó vẫn tự cân đều ra đúng không anh? À không, nếu à, đúng rồi. Nhưng mà anh giải thích một chút nào. Rồi đấy là nó tự cân đều đúng không? Cái thuộc tính này quét nghĩa là sao? Thằng quét là 3, thằng này là 1. Nó sẽ cộng hai thằng lại với nhau thành 4. Ông này sẽ chiếm 3 phần, còn thằng này sẽ chiếm 1 phần. Hiểu không? Đấy. Nhưng mà cái thằng web và cái thằng web này nó chỉ áp dụng được với cái những cái thằng viết tạo mà nó thuộc cái dạng kiểu vô hình ấy. Anh hiểu không? Đối với những cái item nó thuộc dạng vô hình ấy, có nghĩa là những item mà ví dụ như của một IP mà thì nó co bố ở dưới này rồi thì nó thuộc cái dạng kiểu vô hình rồi. Chứ mà bây giờ nhá, mà bây giờ ví dụ ở đây anh có một cái IPV khác này mà viết tên cho nó là 10 dp, nó cho nó là khoảng tầm 40 dp đấy, 40 dp vẫn chưa rõ vấn đề này. Ví dụ chúng cho nó 100 dp đấy, thì cái thằng web này ở đây mà anh sẽ cho nó tầm 4 này, đúng làm như này đấy. Nếu như mà anh cho nó 100 dp thì có nghĩa là cái thằng quýt ở đây 100 dp rồi, thì cái thằng quýt ở của anh ấy nó sẽ thuộc cái dạng như kiểu không phải là thằng vô hình nữa rồi ấy. Thì nó sẽ lấy cái thằng phần tra của nó sẽ lấy cái quýt phần tra là 100 dp nó xét cho thằng này, và cái phần còn lại ấy thì nó sẽ bắt đầu nó phân chia ra, mọi người hiểu không? Đấy, thì đấy là cái thuộc tính quýt của thằng này. Và muốn các cái item ở trong này được cân đều thì bọn em chỉ cần xét cho nó quýt là 1 này, với thằng này là 1, với thằng này là 1, nó sẽ cộng hai thằng này thành là mô là nó sẽ chia ra làm hai phần và mỗi ông là chiếm một phần. Bạn hiểu chưa? Đấy. Còn nếu như mà sinh ra tiếp thêm một thằng nữa thì nghĩa là sao? Thì sẽ lấy quét thằng này 1, quét này 1, nó cộng vào nhau 3 phần đúng không? Chia ra làm 3 phần. Đó. Còn nếu như anh sửa thành này thằng 2
thì sẽ cộng hàng ngày nó là 4 phần, ông này chỉ chiếm 1 phần thôi, ông này chỉ chiếm 1 phần thôi, nhưng mà ông này chiếm được 2 phần. Hiểu hiểu cái này chưa? Vâng, hiểu ạ. Đấy, chính xác, đấy đó là kiểu đấy. Đấy, thì như ở trên này nhá, như trên này ở đây mình có phải là, ở đây là mình sẽ có 5 đi con đi, đúng chưa? Vâng. Ví dụ mà kia mình sẽ có 5 đi con. Đấy, thì đơn giản thôi, anh sẽ copy tiếp này. 5 đi con. Ơ bỏ mày ăn gì ấy bạn ơi. Ơ làm đi con em đâu rồi. À, cái lỗ này mà lỗ này thực chất đó, lỗ này lỗ này nó là như này. Anh không biết chạy không? Đây. Cái lỗ này là anh gặp từ cái phiên bản Android Android Studio 1.0 à. Anh bắt đầu code từ Android Studio 1.0 à. Nó bị rồi. Là lúc ra là cái này là bọn em mang kia bọn em sẽ có thể gặp như kiểu trường hợp như kiểu là kiểu cảm thấy mình pro lô khi mình code nhanh quá nhưng mà máy nó không kịp ấy, bọn em hiểu không? Máy nó không kịp ấy thì xử lý trường hợp này thì bọn em chỉ cần xóa kết của nó đi và restart lại. Đấy, xóa kết của nó đi và restart lại thì lúc nào nó sẽ hết, nó sẽ làm như vậy đầu cho bọn em. Khi mà bọn em sẽ gặp cái trường hợp này kiểu mình code nhanh quá máy nó lắc không? Đấy, bây giờ ví dụ bật này loang một chút này, đừng nói không có gì cả. Đợi một chút. Có cái chung cư này còn có còn có tính gì không? Chung cư là có cấu này, có tính gì chưa? Có dự chưa anh ạ? Chưa. Ồ, cho nên tuổi này đang tuổi áp lực đấy. Tuổi áp lực đấy, tuổi này như kiểu mình một khi mình yêu mình sẽ yêu hết mình đấy. Đấy, thế em cứ lúc, ôi cái này anh hỏi chưa chứ, hỏi thật nhé. À, anh cứ lúc, tuổi lúc bạn ấy lâu chưa? Mới anh ạ. Mới? Vâng. Khoảng 3-4 năm nữa thôi. Không, chỉ đến một hai tháng. Một hai tháng kiểu đi đang đi trên đường ba phải nhau không rồi thì có lại tình nhá. Kiểu đấy. Thực ra thì anh thực ra thì anh cũng có cấu đấy, anh có cấu đấy, anh thì anh nhiều đằng khác đấy. Không, anh chỉ cấu một bạn thôi, đây anh khoe cấu của anh luôn. Anh không biết là trong chợ anh không biết, ví dụ bây giờ em có đấy là bạn em đúng không? Thì trong thế giới của bạn ý thì em có được coi là bạn không? Còn anh không biết cái không biết có được cái mối quan hệ là bạn em nữa. Không biết ai ở ngoài ạ? Không. Tôi muốn có anh luôn. Biết hay là do những ai kẹt. Biết của anh gì vậy? À mưa rồi, con mưa. Xe à, phan. Nó hơi gần là tí. Chắc là do bên này rồi. Ờ, bên Dương rồi, bên Dương rồi. Đấy, thì đây anh sẽ giới anh giới thiệu qua. Anh cứ không tin ạ. Đây, anh giới thiệu qua clip của anh một chút. Đây là clip của anh, bây giờ anh thực sự anh giàu anh giờ đang có hơn. Anh có là gì không, cái thế giới của clip hay không đó. Đây là cầu lúc của anh xin giới thiệu. Đây là cầu của anh. Không biết cô có quay là cái gì không á. Nhưng mà cái là lúc đó là anh vẫn cứ đến một ngày nào đấy, hai đứa có thể đến với nhau. Nhưng ngày đấy có thể là, ngày đấy anh đoán là nó sẽ không tồn tại mà. Cô trinh xinh mà, ôi dồi ôi. Không biết hai em thấy nào, anh thấy trinh xinh dã man luôn. Đấy là cấu hồi xưa của anh, chứ còn bây giờ thực tế, bây giờ sau đại khái là sau vài năm cấu thì anh thấy là hai đứa không thể đến với nhau được ấy, thì bây giờ anh chuyển sang cấu của bạn khác. Hai đứa không biết hai em có biết bạn này không? À,
Đây đây chính là cờ nước mới của anh. Shimmer. Đại khái là đến giờ thì Mỹ Thi vẫn chưa có người yêu và anh không biết thế nào. Cũng mong một ngày nào đấy được gặp. Hồi xưa thì cờ lúc Ngọc Trinh bởi vì là anh thấy Ngọc Trinh đại khái là tôm có dáng đẹp. Còn anh cờ lúc Mỹ Thi vì tâm hồn. Đấy nhìn qua biết tâm hồn đẹp rồi. Không cần nói nhiều, biết nhìn qua biết tâm hồn đẹp rồi. Đấy. Đấy, đấy, ok, xong chưa? Đấy, thì thấy là chiếc máy view của anh nó đang vừa đấy thì nó là cái máy anh cốt nhanh quá, máy không làm kịp, khổ thế. Đấy, bây giờ hai có em là hiểu về cái thằng Lightyear layout chưa? Vâng, hiểu rồi. Hiểu về cái thằng Lightyear và cái cách, cái viết thì của nó cho giữa hiểu chứ? Dạ, yeah, hiểu rồi. Đấy. Rồi nhá, bây giờ Rồi anh sẽ xóa đi chút. Đó. Vâng. Cái thằng xe của anh ấy chuyển sang thành Nove đi. Hiện tại anh sẽ cho nó thành thằng hết. Đó. Và giờ anh căn chỉnh một chút này. Anh sẽ cho nó một chút phát định. Phát định. Phát định anh sẽ cho nó 5 EP. Vâng. Khi mà có nghĩa là vừa lấy ở trên thằng Tech View kia của anh đúng không? Thì anh có dùng cái thuộc tính RPT ấy để tác động vào cái thằng tech đúng không? Tác động vào cái thằng tech của anh ấy là thằng tech view là cha, còn cái thằng tech ở trong của anh sẽ là con đúng không? Đúng không? Thì cái thằng đối với image view ấy thì cái image view của nó là thằng cha và cái ảnh ở bên trong của nó ấy là thằng con. Em hiểu không? Nên là khi anh xếp passing cho nó anh sẽ căn nè, năm căn nè đều trên dưới, trên trái dưới bản. Trái phải là anh tác động vào cái ảnh của nó, ta hiểu chưa? Dương với Dương có thể hiểu được. Vâng. Và sau đấy xong nhá, passing xong rồi đúng không? Passing xong, passing năm pixel xong hơi ít đấy, anh cho nó tầm 6 pixel đấy. Đấy nó rõ hơn. Đấy, nhìn nó sẽ rõ hơn. Đấy, và lại sau khi copy sound đây là thôi, copy này. Paste. Mẹ bọn lần này, mẹ bọn cốt nha, lần này thì... Lại nhanh hơn. Lần lo lại lắp thì tốc độ anh là cái bố chứ. Đấy. Và cái thằng hớt này, ví dụ như kiểu khi mà vẫn đang ban đầu hả, cái ban đầu khi nhảy vào hả, anh cho cái thằng hớt này một màu. Đấy, ví dụ anh đang chọn cái thằng này hả, thì những cái thằng khác nó đều phải chắn hết đúng chưa? Mà cái thằng này của anh thì nó sẽ là một tím. Hiểu chứ? Vâng. Thì mai kia mình sẽ sửa cho nó sẽ thành thằng icon. Đấy, icon hả? Đấy. Ok, xong chưa? Đấy. Xong rồi. Ok. Đấy, bài hôm nay thì chỉ có thế thôi. Và bài tập hôm nay thì... À, bài tập hôm nay trông thế thôi cũng hơi dài nhỉ? Vâng, nhưng mà làm được anh ạ. Đấy, làm được đấy. Chắc rồi. Vâng. Thì là đại khái video thì anh sẽ chỉnh sửa, anh sẽ đăng đại khái là mai, anh không hướng chắc là mai sẽ đăng được đâu thì... bởi vì là cái chỉnh sửa anh sẽ chỉnh sửa lại hơi lâu một chút đấy. Thì bài tập này hai đứa sẽ về làm lại cái màn này cho anh được chưa? Vâng. Và thêm một chút nữa nhìn cái clip xuống sang quá. Clip xuống sang đó, thêm một chút nữa rồi đây. Bố có nhìn thấy cái thằng này không? Có. Đấy, cái thằng này là Lô ba sẽ có như kiểu là TikTok nó sẽ có như kiểu cái video mà bọn em xem. Ví dụ bọn em đây cái video mà cái app TikTok dành cho bọn em đúng không? Đấy. Còn đây là còn cái thằng này là vào những cái người mà bọn em follow. Đúng chưa? Nó có những cái dấu cộng này này. Đúng chưa? Vâng. Đấy. Thì bây giờ còn hai đứa giúp cho anh một cái thêm cho anh cái tất trên này. Hai đứa sẽ thay cho anh cái icon thành những cái icon như này.
không nhất thiết là cái phải có cái gạch dưới nhá, bởi vì cái gạch dưới mình sẽ làm sau, ok chưa? Đó, năm cái con, cái năm cái con bất kỳ thôi, không nhất thiết là phải giống hệt một cái top, có hiểu không? Đó, năm cái con khác, ở đấy là cái nhất, và tiếp đến nữa, cái này là cái thứ hai này, đấy, sau là còn cái gì nữa nhỉ? Năm cái lớn nhất cạn thì mình sẽ thấy thôi, và đến buổi sau nhá, thấy không? Nghe rõ không? Vâng, nghe rõ ạ. Rồi, còn bài tập về thì nộp cho anh ở qua Spy ấy, anh. Bài tập nhá, bài tập lần này nhá, lần trước có phải là hôm trước thì là hôm trước Dương thì được bài tập, thì đại khái là bài tập là thiết kế cái màn hình thì chỉ cần chụp hình thôi đúng không? Thế lần này là anh muốn xem cái tổ giữa hai đứa làm như nào đó. Đấy, đúng không? Thế là hai đứa có đòi màn hình. Có ạ. Đòi vào chứ. Đấy, thì hai đứa sẽ đẩy cốt lên trên đòi vào à. Đấy, bình thường nhá, bình thường như này. Đây, bình thường như này. Của mẹ nó cái thằng này nó che mất cái của anh rồi, cái thằng phần mình quay video thì dài nữa đi em ạ, nó không dài nữa, phóng to lên này, không đây cái nó không dài được đấy, đây đúng rồi, đây đúng rồi, cái tình trạng trên bảng dưới giống như này, gặp cái trường hợp cái khổ lắm, trên bảng dưới cũng nghe khổ lắm. Đây ví dụ nhá, như kiểu như một tên như kiểu là đâu để xem mà xem nào. Như kiểu những bạn khác thường như này, thường như này, có nghĩa là đồ xem nào. Đây ví dụ như kiểu là đây là của nhóm cũ, nên nhóm cũ đây là cái nhóm thường thì hai đứa có thể cố sau này gắn thành bài viết này, xong đẩy lên trên hồ lại vào, sau tiếp tiến nữa là nhận kích cho phải anh. Có nhìn không? Nhận cái đường kết có thể chia sẻ anh. Đấy, nhận được đường kết có thể chia sẻ anh. Đấy thì sau đấy ở đây thì hai đứa có thể copy đấy, sau đó gửi cho anh thì anh sẽ check code được chưa? Thì cái bài tập này nó sẽ hơi dài một chút là thiết kế cái thêm cái chữ này và thêm cái hai cái con này nó hơi dài một chút. Vâng. Thì hai đứa cố gắng nhá. Vâng. Thì buổi sắp tới thì anh xin phép một chút, cái này anh phải xin phép một chút. Thì đúng theo lịch của mình sẽ là mùng 5 đúng không? Theo lịch của mình sẽ là mùng 5 không? Nhưng anh xin phép một chút là mùng 5 không? Với anh về quê. Thôi về quê nên là... Sao anh ạ? Nên là sẽ mình sẽ chuyển sang mùng 7 nhá. Thì hai đứa sẽ có thời gian dài hơn để làm, được chưa? Đấy. Và buổi sau nhá, buổi này thì... Còn em đã biết được kiến thức về thêm một cái kiến thức về Lady Layout đúng chưa? Về cái Lady Layout rồi đúng không? Đấy là kiến thức mới, thì buổi sau mình sẽ vận dụng kiến thức đấy. Vận dụng có nghĩa thực hành đấy, thực hành kiến thức đấy. Thì như một cái như cái app TikTok này mà bọn em nhìn thấy, nó không chỉ có mỗi cái màn hình này đúng chưa? Và sau thứ nhất là mình sẽ làm cái màn mới, mình sẽ vận dụng cái kiến thức layout để code cho nhớ được cái đấy trước đã. Và đâu để xem lắm, đâu để xem nó không có cái thằng nào nhìn trông nó rõ hơn nhỉ. Sau sẽ sư sẽ anh sẽ chỉ cho hai đứa một cái layout, cái là quan trọng đấy, cái là quan trọng đấy. Có tổng cộng là 4 layout đúng không anh? Hả? Có tổng cộng là 4 layout. Là sao cơ? Cái này layout của Android ấy. Vâng. Android nhiều quá. Không phải muốn 4 layout đâu, nhiều cực luôn. Xem qua trong Android Studio thì thấy nó có mấy cái nhỉ? 4 cái thì phải.